Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 76, Phủ chủ thất sinh phù. Đợi sau khi Tống Thư Hàng rời đi thì thân ảnh của Giang Tử Yên mới xuất hiện bên dưới một mái nhà. Cô gọi điện thoại cho Dược Sư, lười biếng đáp lời. Dược Sư, Thư Hàng đã trở về an toàn rồi. Còn nữa, Dược Sư, ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu. Ngươi đừng có hòng nghĩ cách đuổi ta ra ngoài mãi như thế, vô dụng thôi. Nói xong thì cô không chờ Dược Sư nói thêm gì nữa, bấm tắt máy luôn. Thứ ta muốn thì nhất định phải lấy cho bằng được. Giang Tử Yên lẩm bẩm. Cô nhảy xuống khỏi mái nhà, đi đến chỗ tên đàn ông tay dài bị Tống Thư Hàng hủy thi diệt tích kia, bấm pháp quyết thi triển một pháp thuật nho nhỏ quét sạch dấu vết ở nơi này. Tống Thư Hàng đã làm rất tốt, bất quá, trong mắt một số tu sĩ biết cách truy tung thì vẫn còn rất nhiều dấu vết còn sót lại. Giang Tử Yên đang loại bỏ hết những dấu vết này. Những chuyện này, đợi sau khi tu vi thực lực của Tống Thư Hàng được tăng cường thì hắn sẽ dần nắm giữ được, chẳng có gì phải lo cả. Tống Thư Hàng đưa Triệu Nhã Nhã về đến nơi an toàn, lại tiền đường mua cả thức ăn với đồ uống cho bạn cùng phòng. Trở lại ký túc xá, leo lên giường nằm, xua tan chân ngã trong đầu, quá trình giết chết tên tay dài kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Lúc này nhớ lại mà thấy sợ, có phần không quen. Lại có cả kích thích, giống như sự vui sướng hắn có được khi giúp đỡ người khác vậy. Ba thằng bạn cùng phòng còn đang kêu gào đòi mở hách đi chơi đều người ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Thư Hàng nằm nghỉ một lát, lấy tấm thẻ khắc ba vết móng vuốt trong túi ra, sau đó hắn cầm điện thoại chụp hình tấm thẻ này lại, gửi vào trong nhóm Cửu Châu số 1. Sau đó lại hỏi mấy người trong nhóm. Các tiền bối. Có ai biết tấm thẻ này là của tổ chức tu sĩ nào không? Vừa mới gửi lên không bao lâu thì đã có tiền bối trả lời. Người đầu tiên trả lời quả nhiên chính là chiến sĩ online mọi lúc mọi nơi Bắc Hà tán nhân. Chưa thấy bao giờ, cũng chưa nghe nói tới thứ nào như thế. Chắc là của một tổ chức nhỏ không tiếng tăm nào đó rồi. Nghe tới đây thì Tống Thư Hàng cảm thấy an tâm phần nào. Bắc Hà tán nhân là vạn sự thông của nhóm. Tình huống của mỗi thành viên trong nhóm hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu như hắn chưa từng nghe nói tới tổ chức nào có dấu hiệu đại diện như tấm thẻ này thì chắc chắn đây cũng không phải là thế lực của vị tiền bối nào trong nhóm. Trước kia Tống Thư Hàng còn lo rằng đây là thế lực nào đó dưới trướng của tiền bối trong nhóm, nếu vậy thì muốn giải quyết chuyện này sẽ có chút phiền toái. Tống tiền bối, tổ chức của tấm thẻ này rất quan trọng à. Vũ Nhu Tử lúc này thế mà vẫn còn online. Kể từ sau khi cô trở về Linh Điệp Đảo tới nay thì mỗi ngày trời vừa chập tối đã đi đả tọa luyện công rồi. Đối với cá nhân tôi mà nói thì rất quan trọng. Tống Thư Hàng trả lời. Vậy để ta giúp ngươi hỏi cha thử xem. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói, sau đó cô nhanh chóng offline, chạy đi tìm Linh Điệp Tôn Giả. Bắc Hà Tán Nhân lại hỏi dò. Là địch hay bạn? Là địch, Thư Hàng đáp gọn lỏn. Bắc Hà Tán Nhân. Có thể giải quyết được chứ? Cần giúp gì không? Tống Thư Hàng trả lời. Đang tìm tung tích của bọn chúng, đã có được chút manh mối. Nếu như thật sự không làm gì được thì tôi sẽ nhờ các tiền bối giúp đỡ. Dược sư còn ở chỗ ngươi không? Bắc Hà Tán Nhân có chút lo lắng, dù sao thì Tống Thư Hàng mới nhập môn có 2 ngày, thực lực hãy còn yếu kém. Dược sư tiền bối vẫn còn ở đây, có thể hắn sẽ ở lại thêm vài ngày. Vậy thì được rồi. Bắc Hà Tán Nhân cảm thấy an tâm hơn một chút. Lúc này Vũ Nhu Tử đã trở lại, online nói. Tống tiền bối, thứ này chắc là của một tổ chức nhỏ nào đó thôi, đúng rồi, đợi ngày mai ta hoàn thành xong khế ước linh quỷ thì sẽ giúp Tống tiền bối san bằng cái tổ chức còn con ấy, đến lúc đó cũng tiện thử xem uy lực của linh quỷ vừa khế ước luôn. Có mấy câu nói vui vẻ hớn hở của cô nàng Vũ Nhu Tử khiến cho tâm trạng của Tống Thư Hàng tốt hơn hẳn. Cảm ơn. Chờ chúng ta san bằng tổ chức còn con ấy xong thì chúng ta cùng nhau đến gần biển Đông tìm kiếm hòn đảo thần bí kia nhé tiền bối. Nghe nói có người phát hiện ra hòn đảo. Bồng bềnh trên không và vô cùng thần bí. Trong truyền thuyết, có thể mơ hồ thấy được nơi ấy hoa tỏa hương chim bay lượn, linh khí dồi dào, thậm chí còn có rất nhiều sinh vật tưởng chừng đã tuyệt diệt đều sống ở đó. Nhất định rất kích thích đấy. Vũ Nhu Tử đã bắt đầu để trí óc bay xa đến phương trời vô định rồi. Tam lãng online, thấy thế thì theo thói quen đá đều cho một câu. Thế nhưng Vũ Nhu Tử cô nương à, cô phải hoàn thành khế ước với linh quỷ xong đi đã. Chiến hạm của Vũ Nhu Tử bị một quả pháo nổ tan tành. Đêm nay ta sẽ liều mạng với khế ước linh quỷ.
Cô nàng chân dài kêu to. Nói xong thì cô vội vàng offline, có thể là đi vật lộn với khế ước linh quỷ rồi. Bắc Hà tán nhân gửi một cái icon mỉm cười lên rồi nói. Nói ra thì có đạo hữu nào định tổ đội đi đến hòn đảo thần bí xuất hiện ở gần biển Đông mà Vũ Nhu tử cô nương vừa mới nhắc đến không? Bắc Hà tán nhân vừa mới nói xong thì rất nhiều tiền bối im ỉm trong nhóm đều trồi lên, bắt đầu thảo luận vấn đề lập đội đi đánh phó bản đảo thần bí. Trong nhóm thoát cái đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Tống Thư Hàng kéo màn hình điện thoại xem tin nhắn, khóe miệng bất giác nhếch lên mỉm cười. Tít tít tít. Đúng lúc này, đột nhiên có người gửi tin nhắn riêng cho Thư Hàng. Tống Thư Hàng mở ra xem thì chính là cô nàng Vũ Nhu tử vừa rồi mới offline xong. Tống tiền bối, có phải là hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cảm giác người hôm nay cứ là lạ thế nào ấy? Vũ Nhu tử quan tâm hỏi han. Là lạ. Tống Thư Hàng nghi hoặc kéo hết phần chat của mình ra xem lại từ đầu chí cuối, nhưng hoàn toàn không thấy những gì mình nói có điểm nào lạ cả. Hắn gãi gãi đầu, thế này mà cũng có thể nhìn ra hôm nay mình có điểm khác lạ, đây chính là giác quan thứ 6 trong truyền thuyết của phụ nữ à. Nếu nói có chuyện gì xảy ra thì hôm nay tôi đã giết người. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một lúc rồi gõ xuống một câu như thế này. Tôi tự mình chặt đầu cưa hắn, nhìn thấy đầu của hắn bay lên. Bây giờ nhớ lại. Thật sự cứ hư ảo như đang nằm mơ vậy. Chẳng biết vì sao, sau khi gõ hàng chữ này ra thì Tống Thư Hàng cảm thấy lòng bị nhẹ hẳn. Giống như hòn đá lớn đè nặng trên ngực của hắn bị người ta nhấc lên rồi vậy. Lần đầu tiên tiền bối sát sinh à, có hối hận không? Vũ Nhu tử nhanh chóng trả lời, trong đầu cô nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên sau khi cô giết người, khi ấy phụ thân Linh Điệp Tôn giả cũng phải an ủi cô rất lâu. Cô không biết phải an ủi người khác ra sao? Bất quá cô có thể bắt chước quá trình phụ thân an ủi mình khi đó, cứ làm theo y chang là được. Không hối hận. Tống Thư Hàng kiên định gõ xuống ba chữ này, cho dù có quay ngược thời gian trở lại thì hắn vẫn sẽ lựa chọn chém ra một kiếm kia không chút do dự. Ta thấy được giác ngộ và lòng tin của tiền bối khi chém ra một kiếm kia, Tống tiền bối, ngươi đừng suy nghĩ miên man nữa làm gì. Bây giờ ngươi chỉ cần nhớ rõ vì sao mình lại giơ kiếm lên, kiên định với niềm tin khiến mình giơ kiếm. Chỉ cần lòng tin và sự kiên định của ngươi là đúng thì đó là sự lựa chọn không có gì đáng tiếc. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình, ta vẫn sẽ đứng sau ủng hộ ngươi. Vũ Nhu tử dịu dàng nói. Lúc gõ ra câu này, trên mặt cô ẩn ẩn có vầng sáng thánh mẫu bắn ra bốn phía. Cảm ơn. Tống Thư Hàng mỉm cười. Cách Vũ Nhu tử an ủi người khác có phần gượng gạo, khiến cho Tống Thư Hàng có cảm giác như đang đối mặt với trưởng bối. Nhưng phần tâm ý này của cô, Tống Thư Hàng cũng cảm nhận được rõ ràng. Đừng khách khí, tiền bối. Bây giờ ta phải đi liều mạng với trận pháp khế ước đây. Chờ khế ước của ta xong rồi thì sẽ tìm tiền bối thám hiểm đảo thần bí. Vũ Nhu tử nói xong thì thỏa mãn offline. Có thể giúp đỡ được Tống Thư Hàng tiền bối khiến cô rất vui vẻ. Mà lúc này, ở một góc khác của Linh Điệp đảo. Linh Điệp Tôn giả nhìn vào những lời con gái đã nói với Tống Thư Hàng trong điện thoại, thật lòng muốn khóc ngất trong nhà cầu. Tôn Nghĩa lại đang lén login vào nick của con gái tương đương. Chấm. Chừng 3 giờ sáng, Tống Thư Hàng đã sớm ngủ say, nhưng tinh thần lực trên người hắn thi thoảng lại quét một vòng, đây là bí quyết duy trì khả năng cảnh giác bảo vệ của tinh thần lực. Bởi vì lúc ban ngày hắn vẫn luôn duy trì pháp môn cảnh giác, thân thể trong khoảng thời gian ngắn vẫn giữ quán tính đấy. Cho nên dù là lúc đi ngủ thì thân thể thi thoảng vẫn kích hoạt tinh thần lực để duy trì trạng thái cảnh giác. Tất cả những điều này, ngay cả bản thân hắn cũng không để ý đến. Trong lúc mơ màng, Tống Thư Hàng đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Hắn mở to hai mắt, vội vàng tắt tiếng để khỏi quấy rầy tới đám bạn cùng phòng đang ngủ say. Sau đó hắn cầm điện thoại lên xem. Là một dãy số lạ gọi đến, mã vùng ở đằng trước biểu thị là khu vực Hoa Tây. Là điện thoại lừa đảo à? Tống Thư Hàng quen tay bấm nút nghe, ngồi tán phét với đám lừa đảo là việc mà Tống Thư Hàng và đám bạn cùng phòng rất thích làm. Đặc biệt là Lý Dương Đức, thằng này giống với hầu hết mấy tên lập trình viên khác là bên ngoài im lặng ít lời, trong bụng lại đen tối, có hàng hà sa số những cách để trêu ghẹo bọn kia. Mỗi khi gặp phải kẻ lừa đảo nào là nữ thì sức chiến đấu lại tăng gấp 3 lần so với bình thường, bạn gái lừa đảo kia sẽ khóc đấy biết không hả? Là đạo hữu Thư Sơn áp lực đại đấy à? Trong điện thoại phát ra giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi. Không phải lừa đảo, Thư Sơn áp lực đại là ít chat của hắn, lại còn xưng hô là đạo hữu,
lẽ nào là tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1? Tống Thư Hàng dụi dụi mắt, lập tức tỉnh táo. Xin chào, là tôi đây. Tiểu hữu ngươi đang ngủ à? Vậy thì ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Người nọ cười khẽ rồi nói. Ta là phủ chủ thất sinh phù trong nhóm Cửu Châu số 1, ngoài ra, ta đã hỏi Dược Sư Huynh xin số điện thoại của ngươi. Chủ yếu ta muốn hỏi ngươi về tấm thẻ khắc ba vết móng vuốt mà ngươi đã gửi lên nhóm lúc tối. Tiền bối có tin tức gì về tổ chức kia sao? Chương 77, lại thêm một món đồ chuyển phát nhanh. Đúng là ta có biết đôi chút, bất quá đây cũng là chuyện hơn 40 năm trước rồi. Phủ chủ thất sinh phù nhẹ giọng giải thích. 43 năm trước ta hãy còn đang rong ruổi khắp trốn trên thế giới. Trên đường có đi ngang qua một thôn xóm ở khu vực phía Đông Hoa Hạ, lúc ấy toàn bộ người trong thôn đều bị người ta dùng thủ pháp tàn nhẫn để huyết tế, không một ai sống sót. Vì thế mà tạo thành oán hận, tụ lại thành oán quỷ. Đây là thủ đoạn của những kẻ quỷ tu tà đạo. Năm đó ta tức giận nên đã lập lời thề, nhất định phải diệt trừ tận gốc lũ quỷ tu tà đạo. Sau đó ta tìm kiếm rất lâu, nhưng tiếc là chỉ giết được vài tên quỷ tu thủ hạ tép siêu. Bất quá ta cũng tìm được dấu hiệu ba vết móng vuốt trên người của bọn chúng. Lúc còn trẻ phủ chủ thất sinh phù là một người đàn ông rất có tinh thần chính nghĩa. Hơn nữa, lúc còn trẻ hắn cũng khá nóng nảy, gặp phải chuyện bất bình thì thích lập lời thề lắm. Giống như chuyện đám quỷ tu tà đạo tàn sát thôn nhỏ kia vậy, hắn cũng lập lời thề có đất trời làm chứng, thề phải diệt trừ tận gốc lũ quỷ tu tà đạo chế tạo oán quỷ kia. Mấy lời thề kiểu đấy khi còn trẻ hắn cũng phải lập hơn ngàn lần. Bây giờ trong tay hắn đang giữ một quyển sổ, chuyên ghi lại những lời thề mà hắn chót lập ra lúc còn trẻ. Lời thề của tu sĩ có đất trời chứng giám, không thể xem nhẹ. Nếu như đã lập ra thì phải dốc hết cách để mà hoàn thành, nếu không thì tâm linh sẽ không viên mãn, tương lai khi tấn cấp dễ sinh ra tâm ma. Phủ chủ thất sinh phù lúc này đang rơi lệ đầy mặt nai lưng ra mà hoàn thành mấy lời thề của mình khi còn trẻ. Rõ ràng hắn cảm giác mình đã chăm chỉ hoàn thành mấy lời thề kia lắm rồi, vì cái khỉ khô gì mà số lượng lời thề trong sổ vẫn còn lắm thế. Có một quãng thời gian, phủ chủ thất sinh phù đặc biệt muốn có năng lực xuyên việt quay ngược thời không. Sau đó quay về quá khứ, tẫn cho bản thân lúc còn trẻ hứng chí lập vô số lời thề một trận ra trò, để cho mình thức tỉnh, đừng có gây thêm gánh nặng cho bản thân trong tương lai. Quay lại chủ đề chính. Nghe Dược Sư nói, bây giờ ngươi đang nắm giữ manh mối về kẻ đứng đầu tổ chức quỷ tu ba vết móng vuốt kia. Phủ chủ thất sinh phù hỏi dò. Có một chút manh mối, phần nào cũng nhờ Dược Sư tiền bối giúp đỡ. Nếu như thuận lợi thì trong vòng mấy ngày tiếp theo có thể tìm được vị trí đại khái của tên đàn chủ của tổ chức này. Tống Thư Hàng đáp, về phần tình báo của đàn chủ thì vẫn là hôm nay hắn biết được từ miệng của gã tay dài kia. Thật tốt quá, những kẻ quỷ tu tà đạo này ai cũng đáng chết. Đáng tiếc hiện tại ta đang ở khu vực Hoa Tây, lại đang bận việc gấp, không thể nào đến giúp ngươi một tay được. Phủ chủ thất sinh phù có phần buồn bực, lại nói thêm. Cho nên... tiểu hữu ngươi gửi địa chỉ cho ta đi. Ngày mai ta gửi vài tờ bảo phù tặng cho ngươi, hy vọng có thể giúp được ngươi phần nào. Bảo phù, Tống Thư Hàng lập tức nhớ đến mấy lá bùa màu vàng mà Vũ Nhu Tử tung ra lúc đại chiến với Linh Quỷ. Cuối cùng, Thư Sơn áp lực đại đạo hữu này, đạo hiệu là mặt mũi của một tu sĩ. Đạo hiệu của ngươi nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy, gọi lên cũng không xuôi tí nào. Tốt nhất là ngươi đổi một cái đạo hiệu khác thì hơn. Nhớ là gửi địa chỉ nhận bưu kiện qua cho ta, để ta gửi đồ qua cho ngươi ngay nhé. Nói xong thì phủ chủ thất sinh phù cúp máy cái rụp. Hắn đang sợ Tống Thư Hàng sẽ từ chối ý tốt của hắn. Tống Thư Hàng, Thư Sơn áp lực đại là tên nick chat của hắn thôi chứ có phải đạo hiệu đâu. Hay là mình đổi nickname khác nhỉ? Nếu không lỡ như tất cả mọi người đều cho rằng nó là đạo hiệu của mình thì sau này gặp nhau cứ mở miệng lại. Thư Sơn áp lực đại đạo hữu, Thư Sơn áp lực đại tiền bối, gì đó, nghe thôi đã thấy đau thấu ruột gan rồi. Tiếp theo, Tống Thư Hàng lại gõ địa chỉ của mình ra, gửi cho phủ chủ thất sinh phù. Thật ra thì phủ chủ thất sinh phù cũng không cần phải cúp máy nhanh như thế làm gì. Tống Thư Hàng không phải kẻ thích ra vẻ mạnh mồm gì, hắn biết thực lực của mình và kẻ thù chênh nhau rất nhiều. Cho nên bây giờ bảo phù giúp đỡ cũng được, tự mình đến giúp cũng không sao. Tống Thư Hàng tuyệt đối sẽ không từ chối ý tốt giúp đỡ của bất kỳ người nào. Chuyện liên quan tới mạng sống, sĩ diện làm được quần gì? Không biết bảo phù mà phủ chủ thất sinh phù muốn gửi cho mình là gì? Bảo phù đó, cái lá bùa màu vàng mà Vũ Nhu Tử đã lấy ra,
ném một lá thôi đã chèn ép được hai con linh quỷ, uy lực cực kỳ lớn. Đối với Tống Thư Hàng mà nói, đây không khác gì đưa than giữa ngày tuyết. Thời tiết ngày càng oi bức chói chang. Mỗi năm, vào những ngày này, đám học sinh vừa khổ cực lại thấp thỏm lo âu. Mấy kỳ thi học kỳ của Hoa Hạ đều bắt đầu vào thời gian này. Mà mỗi năm vào lúc này, khu Đại học Giang Nam đều sẽ hớn hở tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao, thể hiện ra sự ác ý thâm hiểm nhất của cao tầng khu Đại học Giang Nam dành cho đám học sinh. Trong đó mục thi chạy đường dài 5.000m nam được cử hành vào ngay buổi sáng ngày tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao. Thân là tuyển thủ dự thi, Tống Thư Hàng đã dậy rất sớm, muốn đi thư giãn gân cốt, sau đó tiện tay giật luôn giải nhất về. Vừa mới rời giường thì hắn lập tức cầm lấy phi kiếm màu đen ở bên cạnh giường. Phi kiếm vốn là bảo vật không dính máu, nhưng Tống Thư Hàng lại cảm giác như ngửi thấy mùi máu tươi trên đó. Quả nhiên không phải là mơ. Tống Thư Hàng lắc đầu lẩm bẩm. Ngày hôm qua, lần đầu tiên giết người, lại còn là chém đầu. Hình ảnh cái đầu của gã tay dài kia bay lên không vẫn còn khắc sâu trong đầu của hắn, khiến cho cuộc đời của Tống Thư Hàng lần đầu tiên vấy máu, bộ dạng của gã tay dài kia vẫn sẽ ám ảnh trong đầu của Tống Thư Hàng rất lâu. Tiếp theo chính là tên đàn chủ kia. Tống Thư Hàng nắm chặt phi kiếm trong tay. Đối phương hiểu lầm cho rằng mình là cao nhân, bị dọa bỏ chạy khỏi khu Giang Nam. Nhưng Tống Thư Hàng không thể ký thác sự an toàn của bản thân và người nhà vào, hiểu lầm của đối phương được. Nếu như không giải quyết mối phiền toái lớn này thì cuộc sống của Tống Thư Hàng sẽ khó mà yên được. Cũng may là trễ nhất thì chiều nay sẽ có manh mối. Chấm. Sau khi thức dậy rửa mặt xong, Tống Thư Hàng mở cửa ký túc xá ra, muốn đi làm nóng người một chút. Vừa mới mở cửa ra thì hắn đã nhìn thấy người đàn ông to cao mặc vest đen đang cười tươi roi rói đứng ở trước cửa. Nhìn quen thế nhỉ, là ai đây? Bạn học Thư Hàng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi là Tiểu Giang của công ty chuyển phát nhanh Phong Thu đây, lần này cậu lại có biểu kiện này. Anh chàng mặc đồ tây kia cố nặn ra một nụ cười thân thiết. Nhớ ra rồi, là Tư Mã Giang tiên sinh của công ty chuyển phát nhanh Phong Thu. Lần trước Tống Thư Hàng không biết thân phận của hắn, cho rằng hắn chỉ là một anh chàng chuyển phát nhanh mà thôi, nên mới gọi anh ta là Tiểu Giang. Lúc ấy khóe miệng của Tư Mã Giang rõ ràng co giật một cái. Anh ta cũng có thể xem là một nhân vật không tầm thường, cái tên Tiểu Giang kia gọi lên có phần dọa người quá thể. Nhưng lần này chính anh ta lại đổi giọng tự xưng mình là Tiêu Giang. Chỉ trong vòng 3 ngày, hai lần chuyển phát nhanh, địa chỉ người gửi khác nhau, nhưng điểm giống nhau chính là địa vị của cả hai bên kia đều lớn tới mức dọa người. Cái tên Tiểu Giang này anh ta gánh chắc luôn rồi, đừng nói là Tiểu Giang. Dù có gọi là Tiểu Tiểu Giang hay là Tiểu 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 Giang cũng không thành vấn đề. Sau khi nhìn thấy Tư Mã Giang thì Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới chuyện tối hôm qua phủ chủ thất sinh phủ đã nói sẽ gửi bưu kiện qua. Lúc rạng sáng mới vừa gửi, 6 giờ sáng đã đến nơi rồi. Nhanh thế này. Chào buổi sáng nhé Tiểu Giang, lại là gửi đường hàng không tới à? Tống Thư Hàng hỏi dò. Đúng vậy, chuyển phát nhanh đến từ khu Hoa Tây. Do ta tự mình lái máy bay nhận hàng ngay trong đêm. Lại lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đến tận tay bạn học Thư Hàng đấy, không làm trễ giờ của bạn học Thư Hàng chứ. Tư Mã Giang lấy một cái hộp nho nhỏ cỡ chừng một chiếc điện thoại di động đưa cho Tống Thư Hàng. Bọc kín mít biết bao nhiêu lớp giấy bói. Không có, tới rất đúng lúc, anh vất vả rồi, phải ký tên vào đâu đây? Tống Thư Hàng rất tin tưởng vị nhân viên chuyển phát nhanh Tiểu Giang này, lần trước hàng do anh ta đưa đến không thiếu một phân nào. Ký tên ở đây là được rồi. Tư Mã Giang đưa bút qua. Lúc Thư Hàng ký tên lại nhớ đến thanh phi kiếm màu đen của Thông Huyền Đại Sư, nên tiện miệng hỏi. Đúng rồi, Tiểu Giang, mấy ngày nữa có thể tôi cũng phải gửi một món đồ đi đấy, đến lúc đó tôi liên lạc với anh nhé. Mấy ngày nữa, đợi hắn xử lý chuyện của đàn chủ xong thì phải gửi phi kiếm của Thông Huyền Đại Sư về. Thái độ phục vụ lẫn tốc độ gửi đồ của công ty chuyển phát nhanh Phong Thu này cực tốt, Tống Thư Hàng đương nhiên nghĩ đến bọn họ trước tiên. Là chuyển đi à, cần tôi chuyển hàng không cho nhanh không? Hai mắt Tư Mã Giang lập tức sáng lên, hớn hở hỏi lại. Không cần đâu, người nhận bên kia không gấp, cứ gửi như thường là được rồi. Mấy ngày nữa khi nào tôi muốn gửi sẽ liên lạc với anh. Tống Thư Hàng cười nói. Không thành vấn đề, 24 giờ đồng hồ cậu có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào. Tư Mã Giang mỉm cười, thái độ phục vụ xứng đáng được cho 5 sao. Chương 78, Giáp Phù, Kiếm Phù, Phá Tà Phù. Tống Thư Hàng tìm một chỗ vắng người, mở giấy gói bưu kiện ra.
Bên trong chiếc hộp nho nhỏ là một sấp bùa màu vàng, trên mỗi lá bùa đều dùng mực màu đỏ vẽ những phù văn huyền áo và trận pháp. Ngoài ra còn đi kèm với bản ghi chú của phủ chủ Thất Sinh Phù, giới thiệu công dụng của sấp bùa này. Tổng cộng có 20 lá bùa. 5 lá trên cùng là giáp phù, công dụng cũng như tên, có thể kích hoạt năng lượng bên trong bảo phù, biến nó thành một hộ giáp phòng ngự trên người, có thể ngăn được đòn tấn công của các tu sĩ dưới tam phẩm. Cách dùng cũng đơn giản lắm, chỉ cần dùng ngón tay cái đặt lên giữa trận pháp trên lá bùa, dùng tinh thần lực dẫn dắt linh khí ở bên trong lá bùa, quát khẽ một tiếng giáp thì có thể triệu hồi được hộ giáp. 5 lá bảo phù, mỗi lá chỉ có thể dùng được một lần. Nếu như dùng thỏa đáng thì có thể bảo vệ được Tống Thư Hàng những 5 lần. 5 lá tiếp theo là kiếm phù, loại này nhất định là dùng để tấn công, cách dùng cũng giống như giáp phù, chỉ cần khẽ quát một chữ kiếm là có thể dẫn động bảo phù rồi. Một khi thi triển thì có thể biến thành một đạo kiếm khi công kích cấp bậc chiến vương tam phẩm, phá núi chém đá không phải nói chơi. Bình thường những tu sĩ cấp bậc chân sư nhị phẩm, nếu như trên người không có chút thủ đoạn phòng ngự đặc biệt thì lãnh chọn một kiếm này không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Số lượng nhiều nhất là 10 lá phá tà phù kia. Theo như phủ chủ Thất Sinh Phù giới thiệu thì bởi vì đối phương là quỷ tu tà đạo, có thể thao túng tà vật như quỷ hồn tiến hành tấn công, khiến cho người ta khó lòng đề phòng. Mấy loại tà vật như quỷ hồn miễn dịch với những đòn tấn công vật lý, lại có năng lực ẩn nấp tàng hình khá đặc biệt, đối với những tu sĩ có thực lực không đủ thì chúng thật sự là một đối thủ rất khó đối phó. 10 lá phá tà phù này có thể giúp Tống Thư Hàng bài trừ tà vật quỷ hồn của đối phương. Tống Thư Hàng cầm hộp bảo phù, phủ chủ Thất Sinh Phù thế này đâu chỉ là đưa than trong ngày tuyết, đây quả thật là tặng cả quần áo, đồ ăn, chỗ ở luôn trong ngày tuyết mà. Đây quả thật là niềm vui bất ngờ. Tống Thư Hàng nắm chặt hộp bảo phù. Có đống bảo phù này, hắn thậm chí còn niềm tin có thể chiến đấu trực diện với đàn chủ kia. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngu ngốc tới mức cầm bùa liều mạng xông thẳng vào. Chỉ cần có thể giải quyết được tên đàn chủ kia thì hắn có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Hắn chỉ cần kết quả mà thôi, mặc kệ quá trình ra sao, chỉ cần giết được đối phương là đủ. Cẩn thận cất kỹ hộp bảo phù, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ cơ hội nữa mà thôi. 7 giờ rưỡi sáng, Đại hội Thể dục Thể thao của khu Đại học Giang Nam chính thức bắt đầu. Trước khi bắt đầu, theo lệ thường vẫn là lãnh đạo nhà trường đứng lên phát biểu dài dòng đủ thứ. Mặc kệ khoa học kỹ thuật phát triển đến cỡ nào thì cái lệ thường này mãi vẫn không bỏ được. Bình thường cứ mở đầu vào đều nói, tiếp theo, tôi xin phát biểu ngắn gọn vài câu, sau đó lại phun ra không biết bao nhiêu cái hai câu kia, tra tấn cho lũ học sinh ngồi dưới nghe ngu người, đầu óc lâng lâng xong mới chịu bắt đầu. 8 giờ 40, bắt đầu thi chạy đường trường 5.000m nam. Tống Thư Hàng được 3 thằng bạn cùng phòng và 7-8 đứa bạn học khá thân khác hộ tống lên đường chạy. Bạn cùng phòng với đám bạn học cười tươi roi rói, bọn nó đến đây có phải để cổ vũ Tống Thư Hàng đâu mà, chúng nó chỉ đến để xem bộ dạng Tống Thư Hàng thở như chó khi chạy 5.000m thôi, tốt nhất là có thể chạy đến mức giã luôn cặp giò luôn ấy, có thế thì bọn nó lại càng sung sướng. Chạy đường trường 5.000m là tiết mục thi đấu đầy đau khổ. Đường chạy dài 400m, nên phải chạy tổng cộng 12 vòng. Đây rõ ràng là hạng mục thi đấu vừa mệt như chó lại không được tí gì chấm mút. Không kích thích hồi hộp như chạy nước rút 100m, không hay ho như chạy tiếp sức phối hợp nam nữ. Đường chạy thì dài, thời gian thì lâu, người xem thì ít, mấy em gái đến xem lại càng lác đác chẳng có mấy. Không có em gái đến xem thì đám nam sinh lại càng thiếu động lực thi đấu. Những tuyển thủ khác đều đã đứng vào vị trí của mình, Tống Thư Hàng cũng ngáp dài đứng vào chỗ của mình. Bạn học Thư Hàng, cố lên nhé. Đúng lúc này, một thanh âm thanh túy vang lên. Cố gắng giành lấy giải nhất nhé. Giọng nói mới ngọt ngào êm tai làm sao. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn qua thì phát hiện bạn gái gần đây thích ngồi học cạnh hắn đang ra sức vẫy tay cổ vũ, trên mặt là nụ cười tươi tắn ngập tràn nhựa sống thanh xuân. Bên cạnh cô còn có 4 nữ sinh khác nữa, xem ra bọn họ vừa đi xem mấy hạng mục vận động khác, sau đó tiện đường đi ngang qua đây. Hình như tên Lục Phỉ nhỉ. Tống Thư Hàng mỉm cười, giơ một ngón cái lên với cô ấy. Đám bạn cùng phòng với mấy tên bạn học khác mượn cơ hội la lên oai oái. Thổ Ba và Cao Mỗ Mỗ chăm miệng một lời, há miệng hét to lên, nhại theo giọng Lục Phỉ. Bạn học Thư Hàng à, cố lên nhé. Cố gắng giành lấy giải nhất nhé. Đám bên cạnh cũng bắt chước hét lên. Tống Thư Hàng quay đầu tặng cho tụi nó một ngón giữa. Sao bọn mày không chết đi? Lúc này,
Một bạn học cao to đen nhẻm bên cạnh Tống Thư Hàng đột nhiên quay sang cười lạnh với hắn. Hắc hắc, một thằng ẻo lả mà thôi, mày cho là đẹp trai thì thắng được thi chạy đường trường chắc. Nói xong cậu ta còn đắc ý khoe cơ bắp tay chân rắn giỏi do tập chạy đường dài bao năm có được ra, thằng ẻo lả này tay chân tong teo, đừng nói là 5.000 mét, có thể chạy nổi 1.000 mét là may rồi. Thằng ẻo lả đấy là nói tôi đấy à? Tống Thư Hằng hỏi, hắn sờ sờ mặt Minh, bởi vì hiệu quả của thối thể dịch nên da của hắn đúng là có trắng hơn thật. Hóa ra đẹp trai thật sự sẽ rước theo phiền toái. Tống Thư Hằng thầm gật đầu, lại thuận miệng hỏi lại. Cậu đang ganh tị với làn da của tôi chứ gì? Hâm mộ cái quần của mày, tao mà thèm hâm mộ loại ẻo lả như mày á. Bạn học đen thui kia cảm giác gân xanh trên trán của mình như đang nhảy tưng tưng lên. Ha ha, cậu đừng có để ý đến nó, thằng da đen đấy ghen tị cậu được mấy bạn gái cổ vũ nên thế đấy. Lại nói, cậu cũng bị đám trong lớp ép tới thi đúng không? Một cậu bạn học hơi béo, vừa nhìn đã biết là trạch nam lâu ngày đứng cạnh Tống Thư Hàng cười ha hả hỏi. Tôi tên Dương Thượng Phát, học khoa máy tính. Cũng có thể xem là thế, bởi vì không có ai chịu chạy cả, đúng lúc đó tôi lại xin nghỉ cho nên nhiệm vụ chạy đường trường 5.000 mét này mới rơi lên đầu tôi. Tôi tên Tống Thư Hàng. Thư Hàng cười trả lời. Đều là người cùng khổ với nhau. Dương Thượng Phát nước mắt tràn bờ mi. Đang lúc nói chuyện, giáo viên phụ trách ra hiệu lệnh đã trầm giọng quát to. Mọi người vào vị trí xuất phát của mình, chuẩn bị. Tất cả tuyển thủ đều vào tư thế chuẩn bị xuất phát. Thằng ẻo là chết tiệt kia, tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là thi chạy 5.000 mét, lần này tao sẽ bỏ xa mày cả con phố. Bạn học cao to đen thui kia cắn răng nói. Một con phố dài ít nhất cũng 800 mét, bỏ xa tôi một con phố tức là phải hơn 2 vòng. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ xong lại quan tâm khuyên ngăn. Không có cửa đâu, cậu bỏ cuộc đi. Phì. Bạn Dương Thượng Phát béo nhịn không được phì cười. Bạn học cao to đen thui kia thiếu chút nữa đã nghiến nát cả hàm răng của mình. Bụp! Tiếng súng lệnh vang lên. Bạn học cao to đen hôi kia chạy vút lên với tốc độ như chạy nước rút 100 mét. Sức bền của cậu ta rất tốt, trình độ chạy đường trường cũng tốt hơn hẳn mấy sinh viên bình thường, trình độ của mấy sinh viên thi đấu nghiệp dư ở trường thế này. Chỉ riêng sức bền của cậu ta thôi cũng đủ để cậu ta dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét để kéo dài một khoảng cách khiến cho những người khác tuyệt vọng rồi. Sau đó cậu chỉ cần giữ vững khoảng cách đó là được. Hừ, làm thử đi nào thằng ẻo lả kia. Bỏ xa mày một con phố là nói bớt lắm rồi, nếu như tao mà phát huy hết thực lực thật sự thì ít nhất cũng có thể bỏ xa loại ẻo lả như mày hơn 4 vòng ấy chứ. Bạn học cao to đen thui đắc ý nghĩ thầm trong bụng. Chạy 5.000 mét, tất cả mọi người đều giữ vững tiết tấu, không ai dám chạy với tốc độ nước rút như thế ngay từ đầu. Cho nên... Bạn học cao to đen thui kia nhanh chóng kéo ra khoảng cách khá xa so với những tuyển thủ bình thường. Sao hả thằng ẻo lả, đã thấy tuyệt vọng chưa? Bạn học cao to đen hôi nó tự tin quay đầu nhìn lại, muốn xem cái đứa ẻo lả trắng bóc kia bị rớt ở chỗ nào, chắc là đang ở sau cuối hít bụi rồi. Thế nhưng cậu ta vừa mới quay đầu lại nhìn thì đã phát hiện đứa ẻo lả kia đang ở ngay sát phía sau lưng, cách cậu chưa tới 1 mét, bám sát không rời. Cái thằng ẻo lả này lại chạy nước rút theo cậu. Hừ, mày bị ngu à, mới bắt đầu đã dùng tốc độ chạy nước rút dí sát theo tao. Với thể lực cỡ như mày thì chạy xong một vòng sẽ mệt rũ người đấy. Bạn học đen thui cắn răng nói. Bạn học Tống Thư Hàng đang, chạy nước rút, nghe xong thì đần mặt ra, sau đó cười tươi. Không có đâu, tôi chỉ đang chạy với tốc độ bình thường mà thôi, cậu không cần lo cho tôi đâu. Cậu trông to con hổ báo thế mà không ngờ quan tâm người khác thật đấy. Quan tâm ông nội mày. Bạn học đen thui tức giận mắng thầm. Hừ, cứ ở đấy mà mạnh miệng đi, để xem mày có thể kiên trì đến bao giờ, mong là đừng có chạy hết một vòng đã lăn quay ra. Bạn học đen thui kia cắn răng nói, trong lòng lại tính toán thể lực của mình, sau đó lại chạy nhanh hơn một chút. Cái thằng ẻo lả này nhất định chưa chạy đường trường bao giờ, nhưng dù như thế thì cậu cũng không bao giờ cho phép đối phương vượt qua mình được. Cho nên cậu nhất định phải bỏ xa hắn mới được. Bạn học đen thui lại bắt đầu co giò chạy nhanh hơn. Một hơi chạy lên hơn 100 mét, cậu cảm thấy cũng đủ lắm rồi, lúc này mới chậm dần lại. Khoảng cách xa như thế, nhất định đã bỏ xa được thằng ẻo lả kia rồi. Nghĩ thế, cậu ta lại quay đầu nhìn thử xem. Lần này nhìn lại khiến cho cậu ta hết hồn, cứ ngỡ thằng ẻo lả kia đã bị bỏ xa rồi, nào ngờ vẫn cứ bám sát theo sau lưng cậu ta.
cảm giác giống như mấy nhân vật phụ đáng lẽ phải chết ở trong phim, nhưng giết bao nhiêu lần cũng không chết được. Không thể nào, mình bị ảo giác à? Chương 79, Á quân, là của cậu đấy. Bởi vì cả Tống Thư Hàng lẫn bạn học đen thui kia đều chạy trước với tốc độ chạy nước rút cả rồi, nên lúc này cũng kéo ra một khoảng cách khá xa với những tuyển thủ khác, vượt lên dẫn đầu. Là giả đúng không, thằng Tống Thư Hàng chạy nhanh thế từ lúc nào vậy, còn chạy giỏi thế nữa. Lâm Thổ Ba là người đầu tiên không dám tin vào mắt mình, kêu to khá khoa trương. Đây, là sức mạnh của tình yêu à. Cao Mỗ Mỗ đẩy mắt kính lạnh lẽo phản xạ ánh mặt trời. Lý Dương Đức bất giác nhìn về phía bạn gái Lục Phỉ kia. Ánh mắt của một cô nàng tóc ngắn đứng bên cạnh Lục Phỉ đột nhiên sáng bừng lên. Mình bảo này Phỉ Phỉ, bạn học Thư Hàng này chính là nam sinh lần trước chạy băng băng xong còn khoe cơ bắp đúng không? Ha ha, chắc là, đúng đấy. Trong lòng Lục Phỉ dâng lên cảm giác nguy cơ, ngày hè oi ả hãy còn dài lắm, nếu như không ra tay nhanh thì sẽ có thêm nhiều người nữa phát hiện ra ưu điểm của Thư Hàng, liệu cậu ấy có bị người ta cướp đi mất không? Nếu như cậu ta chính là cái tên khoe cơ thể lần trước thì đây vẫn chưa phải tốc độ nhanh nhất của cậu ta đâu nhỉ? Cô nàng tóc ngắn kia lại nhỏ giọng nói. Nhớ lại khi ấy cậu chàng kia chạy không biết bao nhiêu vòng trên sân chạy, hình như đều chạy với tốc độ chạy nước rút kiểu này cả thì phải. Chấm. Bạn học đen thui kia cảm thấy thế giới quan của mình đang dần tan vỡ. Đã chạy nước rút lâu như thế rồi mà cái đứa ẻo lả này mặt mày không đỏ, hơi thở vẫn cứ đều đều như thế là sao? Không thể nào, nhất định là thằng này đang giả vờ thôi. Cứ chạy với tốc độ thế này rất tốn thể lực, mình cũng đã cảm thấy sắp chịu không nổi đến nơi rồi, thằng ẻo lả này nhất định sẽ ngã lăn ra nhanh thôi, nhất định là thế. Bạn học đen thui cắn răng, đồng thời dần chậm lại. Dù sao thì cậu ta cũng không thể dùng tốc độ chạy nước rút để chạy hết 5.000 mét được. Bạn học gì ơi, tốc độ của cậu chậm lại rồi đấy, nếu như thế thì chắc cậu không bỏ xa tôi được một con phố đâu. Phía sau truyền đến thanh âm bình tĩnh của Tống Thư Hàng. Hộc hộc, mày có ý gì? Bạn học đen thui thở như trâu. Nếu như cậu mà chạy chậm lại, thì tôi sẽ vượt qua cậu đấy. Tống Thư Hàng tốt bụng nhắc nhở, lúc đang nói chuyện hắn thoáng gia tăng tốc độ, kéo khoảng cách của cả hai xuống còn chừng nửa thước. Hộc hộc, tao chỉ chậm lại một chút để điều chỉnh hô hấp mà thôi. Tiếp theo tao mới thể hiện được thực lực thật sự của mình, mày cứ chờ xem, đừng nói là một con phố. Ít nhất tao có thể bỏ xa mày được hơn hai con phố. Bạn học đen thui cả giận nói. Cậu ta cắn chặt hàm răng, lại bắt đầu cắm đầu chạy tiếp. Với thể lực của cậu ta thì sau khi chạy nước rút chừng 2-3 vòng gì đó lại chạy chậm lại để giữ sức là được. Dù lúc cậu chạy chậm bị người khác đuổi kịp cũng không sao, đợi đến 3 vòng cuối cậu lại có thể dốc hết sức chạy nước rút thêm lần nữa, giành lại vị trí thứ nhất của mình. Bây giờ... Quan trọng nhất là trong khoảng thời gian chạy nước rút 3 vòng này phải bỏ xa được thằng ẻo là kia, để cho nó nhìn thấy rõ sự chênh lệch giữa mình và nó. Sự chênh lệch giữa kiện tướng chạy đường trường với một thằng ẻo là. Hộc hộc hộc, bạn học đen thui lại co giò chạy như điên lần nữa, chạy văng cả mồ hôi lẫn nước bọt. Khoảng cách giữa cậu ta và Tống Thư Hàng lại bị kéo ra chừng 1 mét lần nữa. Trong mắt Tống Thư Hàng mang theo ý cười, lại bám sát theo ngay sau lưng của bạn học đen thui kia chạy từ từ. Giữ nguyên một tốc độ, một khoảng cách, không ít cũng không nhiều thêm một phân nào. Ai, sao mà cái thằng đen thui kia với Tống Thư Hàng mới bắt đầu cắm cổ chạy nước rút làm gì thế? Nếu cứ như thế thì bọn nó có kiên trì nổi 5.000 mét không? Bạn học cùng lớp của Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Bộ dạng thằng đen đen kia khi chạy nhìn gớm quá. Lúc bạn học đen thui cắm đầu chạy giống như một con hươu điên, nước bọt văng ra khiến người ta nhìn còn tưởng là cậu ta đang sùi bọt mép. 3 vòng nhanh chóng kết thúc. Bạn học đen thui cảm thấy giá trị thể lực của mình đã tới mức báo động, nhưng... Mỗi khi cậu quay đầu lại đều có thể nhìn thấy cái thằng ẻo là kia vẫn cứ theo sát sau lưng cách cậu 1 mét, căn bản không hề bị cắt đuôi. Sao có thể như thế được, hộc hộc, sao mày vẫn có thể đuổi kịp tao? Bạn học đen thui thất thố. Tại sao, hộc hộc, thằng ẻo là như mày còn chưa quỵ nữa? Mày mau kiệt sức cho tao xem nào. Tại sao thằng này chạy tốt như thế? Thể lực lại còn dư thừa như thế nữa? Bạn học à, mới hơn 3 vòng thôi, còn phải chạy những 9 vòng đấy, sao bạn lại chậm lại thế? Thanh âm của Tống Thư Hàng lại vang lên lần nữa. Mày nói đùa cái gì đấy, mày hẳn là mệt muốn chết rồi hả? Hộc hộc, đừng có miễn cưỡng bản thân làm gì, mau ngã đi.
bạn học đen thui kia kêu to. Không ngã được đâu ta, tôi cảm thấy mình vẫn có thể chạy được lâu lắm. Tống Thư Hàng ôn hòa mỉm cười rồi nói. Ngoài ra thì chắc cậu vẫn còn sức lắm, cần tôi giúp cậu một chút không? Có ý gì hả? Hộc hộc, thằng chết dẫm này. Bạn học đen thui tức giận nói, cậu có cảm giác như mình đang bị chế giễu. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, ngưng tụ tinh thần lực đè về phía bạn học đen thui kia. Đây là bí quyết vận dụng áp lực tinh thần. Bất quá Tống Thư Hàng khống chế mức độ của áp lực tinh thần thấp một chút, đủ để khiến cho bạn học đen thui kia cảm thấy sợ hãi là đủ rồi, chứ không bị dọa tới mức nặng như cô giảng viên hôm nọ. Lúc này bạn học đen thui cảm giác sau lưng như có một con ác thú dữ tợn đang đuổi theo sát sau lưng, muốn nuốt chửng lấy cậu ta. A a a a a. Cậu ta la làng lên, dùng hết sức bình sinh chạy như điên. Đáng sợ quá đi mất. Cổ nhiên là vẫn có thể chạy tiếp được nữa, lại còn chạy nhanh như thế. Con người ai cũng như thế, thứ khiến người ta dừng bước không phải là sự mệt mỏi của thân thể, mà là do ý thức đã hạn chế bản thân, khiến cho mình chỉ có thể chạy được bấy nhiêu thì phải chậm lại. Nhưng thực tế thì vẫn có thể tiếp tục chạy nhanh như thế. Tống Thư Hàng chạy sát sau lưng bạn học đen thui, bình luận vô cùng chuyên nghiệp. Lại làm được thêm một chuyện tốt nữa rồi, vui quá đi mất. Cố gắng lên nhé. Cậu là người đàn ông có thể bỏ xa tôi một con phố đấy. Tống Thư Hàng ở sau lưng cổ vũ cho bạn học đen thui kia. A a a. Bạn học đen thui kêu to, nước mắt, nước mũi, nước miếng, mồ hôi nhễ nhại. Khiến cho cậu ta nhìn qua có vẻ vô cùng thê thảm. Còn Thư Hàng thì vẫn cứ theo sát ở đằng sau. Một vòng, lại một vòng, thêm một vòng rồi lại vòng nữa. Sự sợ hãi có thể kích thích cực hạn của thân thể con người. Bạn học đen thui lúc này đã bị kích phát hết toàn bộ tiềm năng. Khoảng cách 5.000 mét bình thường nghe qua đáng sợ là thế nhưng bây giờ dường như cũng không dài lắm. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bạn học đen thui đang chạy hồng hộc như phát điên kia. Nếu như cậu ta cứ chạy như thế thì không biết có phá luôn kỷ lục thế giới không nữa. Chạy hùng hục, không biết mệt mỏi là gì, bạn học đen thui cảm giác hai chân của mình đã sớm tê dần không còn cảm giác gì nữa. Bụng dạ quặn lên cồn cào khó chịu. Thật muốn nôn quá đi mất. Đây là lần đầu tiên cậu ta chạy nhanh nhất, cũng là lần mệt nhất, đau khổ nhất kể từ khi lọt lòng tới nay. Nhưng sự vất vả sau cùng cũng được báo đáp, chỉ còn lại có nửa vòng cuối cùng nữa mà thôi. Cậu ta là kẻ chiến thắng, cậu ta nhanh hơn thằng ẻo lả đằng sau. Dù rằng chỉ hơn có một mét, bạn học đen thui đã sắp sủi bọt mép tới nơi. Chỉ còn vài bước nữa thôi là cán đích rồi, mà bọn họ đã vượt xa tuyển thủ thứ ba những ba vòng. Đây thật sự là con số khiến cho người ta kinh ngạc. Tôi mới là người chiến thắng cuối cùng. Bạn học đen thui nhảy lên thật cao, lao về phía vạch đích như một con sói đói. Chỉ còn mấy bước nữa thôi. Thắng lợi đã nằm trong lòng bàn tay rồi. Đúng lúc này, khi cậu đã sắp chạm chân vào vạch đích thì một đạo thân ảnh lao vút qua bên cạnh như cuồng phong, vèo một cái đã vượt qua sát bên cạnh cậu ta. Tốc độ nhanh và mạnh bất ngờ. Tốc độ quá nhanh khiến cậu ta không thể nhìn rõ đối phương là ai. Đợi cho đến khi đối phương giơ cao hai tay ở vạch đích thì cậu mới có thể nhìn rõ ràng. Tâm can của bạn học đen thui nháy mắt chợt đau đớn dữ dội. Là thằng ẻo lả kia. Trong giây phút sau cùng, đối phương bạo phát, ung dung vượt qua cậu ta, chạm đích trước cậu ta một bước. Vốn là tặng vị trí thứ nhất này cho cậu cũng không sao, bất quá tôi đã hứa với bạn mình là sẽ thắng rồi. Nên xin lỗi nhé, tôi không thể tặng hạng nhất này cho cậu được. Sau khi tới đích xong, tên ẻo lả kia quay đầu lại cười tươi roi rói với cậu, kèm theo một ngón tay cái. Nhưng cậu cũng là một đối thủ không tồi, cố gắng lên, Á quân là của cậu đấy. Á quân, là của cậu, là của cậu. Lúc này, bạn học đen thui kia cảm thấy tim như bị nghẽn lại. Quẹ, cái bụng vẫn luôn nôn nao của cậu lúc này nín không nổi nữa, thân thể cũng ngã vật ra đất. Lúc này, bạn học đen thui chỉ còn cách vạch đích có hai bước sau cùng. Nhưng khoảng cách này đối với cậu bây giờ quả thật không khác gì khoảng cách giữa đất và trời, không cách nào vượt qua được. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, cảm thán nói. Đáng tiếc, giống như những chú chim di cư vậy, không rơi xuống trên đường đi mà lại ngã xuống trước bãi cát sau cùng, cậu thật sự là một đối thủ rất tốt đấy. Chương 80, tìm thấy manh mối, xuất phát. Cuộc thi chạy 5.000 mét nam chia ra làm 3 bảng. Đại học Giang Nam có rất nhiều khoa, mỗi lớp ít nhất phải đưa ra một người đi thi, mỗi bảng lại phải chia ra chạy 10 lượt mới có thể hoàn thành.
dựa theo thành tích của tuyển thủ để tiến hành xếp hạng, không có đấu bán kết gì cả, bởi vì đấu bán kết sẽ chết người mất. Dựa theo kết quả thi đấu mấy năm trước thì mỗi lần thi đấu tốn chừng 20 đến 30 phút, tốn chừng 4 đến 5 giờ là kết thúc cuộc thi chạy 5.000 mét nam. Nhưng chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay lại có đặc biệt nhiều. Đầu tiên là chuyện Tống Thư Hàng và bạn học đen thui kia dùng tốc độ chạy nước rút để hoàn thành cuộc thi, tuy rằng bạn học đen thui kia còn cách hai bước nữa, sau này lại có thêm một chuyện lạ khác nữa. Chính là cái người mập mạp lúc đầu còn bảo, cùng là người cơ khổ với nhau, cùng Tống Thư Hàng. Lúc đầu cậu ta còn dùng tốc độ chạy chậm để chạy, đứng vững ở vị trí cuối cùng của đại quân chạy 5.000 mét. Nhưng sau khi chạy chừng 3 vòng thì cậu ta cũng nhịn không được, mặt mày tái mét. Sau đó lại từ chạy chậm biến thành đi nhanh, sau đó lại biến thành tốc độ rùa bò. Đi một đoạn còn phải dừng lại ôm ngực thở hổn hển. Thế lực cỡ này, không biết sao bạn học trong lớp của cậu ta để cậu ta đi thi chạy 5.000 mét này làm gì nữa. 25 phút sau, những tuyển thủ khác đều đã chạy xong 5.000 mét. Còn Dương Thượng Phát thì vẫn cứ chạy một rồi lại đi bộ, đi đi ngừng ngừng. Cứ như thế, đợi khi cậu ta chạy được 2.100 mét thì mặt mày tái mét, môi xanh đi, bộ dạng như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể vào bệnh viện. Giáo viên phụ trách làm trọng tài thấy vậy thì không đành lòng, không nhịn được nữa bèn nói. Bạn học này ngừng được rồi đấy, cậu không cần chạy hết cũng không sao đâu, có thể kiên trì đến lúc này thì nghị lực của cậu thật sự rất cao rồi. Nhưng bạn học Dương Thượng Phát trả lời giáo viên thế này đây. Thầy ơi, em là một người đàn ông đi đến nơi, làm đến chốn, em nhất định phải chạy cho hết 5.000 mét. Dù có bò thì em cũng phải bò đến đích. Cậu ta mà quyết chí rồi thì giống hệt như con lừa vậy, người ta có kéo cỡ nào cũng không được. Vị giáo viên phụ trách làm trọng tài lập tức rưng rưng. Khốn kiếp, cậu có muốn làm đến chốn thì cũng phải xem tình hình đi chứ. Tiếp theo còn những 9 trận chưa thi kia kìa, cậu lết lâu như thế còn phải chờ bao lâu nữa mới xong đây. Rốt cuộc bạn học Dương Thượng Phát kia kéo dài bao lâu? Đáp án chính là suốt một tiếng đồng hồ, cộng thêm 20 phút lúc đầu nữa thì một mình cậu ta đã tốn hết 1 giờ 20 phút đồng hồ. Trận đấu ở đường chạy khác đã tiến hành đến lượt thứ tư luôn rồi. Vị giáo viên phụ trách làm trọng tài kia thật sự khóc luôn. Sau khi Tống Thư Hàng chạy xong thì tiếp nhận mấy lời chúc mừng nhiệt tình lung tung loạn xà ngầu của bạn bè. Thư Hàng, nhìn không ra đấy, sao mày đột nhiên lại chạy nhanh được thế? Chức quán quân chạy 5.000 mét này bọn mình lấy chắc rồi. Có người dùng sức vỗ mạnh lên lưng Tống Thư Hàng. Tao tò mò lắm đấy, lời cổ vũ của mấy em gái xinh đẹp thật sự hữu hiệu đến thế à? Mày với thằng đen thui khi nãy sao mà vắt giò lên chân chạy hùng hục mãi thế? Người đẹp nhất định là hữu hiệu rồi, cho nên mấy trận đấu quốc tế lớn đều có đội cổ vũ toàn người đẹp đấy thôi. Tống Thư Hàng cười khổ hứng một đống đánh, đập, vỗ của đám bạn bè. Một lúc sau Lý Dương Đức mới kéo hắn sang một bên. Tiệm thuốc mà mày bảo tao tìm có tin tức rồi đây. Lý Dương Đức cười hắc hắc, đưa ra 4 địa chỉ. 4 tiệm thuốc này, hoặc nhiều hoặc ít đều có loại dược liệu mà bạn mày cần đấy. Trong đó có tiệm dược Thảo Viên Long này là có đủ hết, mấy loại dược liệu mày cần ở đó đều có cả. Trùng hợp chính là ngày hôm qua chủ tiệm mới vừa bán được 1/4 loại dược liệu này. Nghe nói người mua dược liệu của ông ta còn đặt thêm 1/1 dược liệu số lượng lớn nữa, ông chủ tiệm bây giờ đang chuẩn bị nhập thêm hàng. Nếu như bạn mày cần thì nhân cơ hội này tranh thủ đặt trước khi chủ tiệm nhập hàng luôn đi. Cảm ơn mày nha Dương Đức. Tống Thư Hàng nhận lấy địa chỉ của 4 tiệm thuốc kia, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào địa chỉ của tiệm dược Thảo Viên Long kia. Ngày hôm qua đã bán được một ít. Bây giờ lại còn đặt trước số lượng lớn nữa. 4 loại dược liệu hiếm có này bình thường rất ít ai dùng tới, cho dù có dùng thì cũng chỉ cần 2 loại trong số đó mà thôi. Cần cả 4 loại thế này, lại còn là số lượng lớn, thì hơn 70% chính là tên đàn chủ kia. Tìm được manh mối rồi. Đừng có khách khí, nhớ là sau đại hội thể thao này mời tao đi ăn cá ở Thập Hương nhé. Lý Dương Đức nhớ tới tiệm bán cá này thì nước miếng đã chảy ròng. Cứ để đó tao lo, cam đoan cho mày ăn tới khi nào đã thì thôi. Dương Đức, tao phải đi liên hệ với chủ tiệm thuốc này đã. Không, tốt nhất là tao đến thẳng tiệm đó tìm ông ta nói chuyện luôn. Nếu như tối nay mà tao chưa về thì bọn mày không cần chờ tao đâu. Tống Thư Hàng cười nói. Gấp tới vậy à? Lý Dương Đức cười vẫy tay. Thế đi nhanh về nhanh nhé. Tống Thư Hàng lại vẫy tay tạm biệt đám Lâm Thổ Ba, cất kỹ địa chỉ. Nhanh chóng rời khỏi sân trường, ngay cả lễ trao giải cũng không để ý tới.
Lý Dương Đức gãi gãi đầu. Là bạn thân lắm à? Gấp đến như vậy. Sau khi Tống Thư Hàng rời đi không bao lâu thì mấy cô nàng Lục Phỉ cũng đi tới chỗ bọn Lâm Thổ Ba. Cô dòm hết mấy người nam sinh, nhưng không thấy Tống Thư Hàng đâu nên tò mò hỏi. Ê, bạn học Thư Hàng đâu rồi? Thằng nhóc Thư Hàng kia có việc phải đi trước rồi, bạn học Lục Phỉ có việc gì cần tìm nó à? Lâm Thổ Ba bước lên, hỏi với vẻ nghiêm túc. Không có gì hết, tôi muốn chúc mừng cậu ấy một chút thôi. Tuy là thành tích tổng hợp vẫn chưa công bố, nhưng bạn học Thư Hàng nhất định có thể giành được giải quán quân chạy 5.000m. Cô nàng Lục Phỉ kia cười nói. Đang lúc nói chuyện, cô không ngừng phe phẩy tay quạt quạt. Nóng quá đi mất, trời hôm nay nắng chói chang. Điều này khiến cho cô cực kỳ nhớ nhung cảm giác mát mẻ hưởng ké lúc ở cạnh Tống Thư Hàng, còn mát mẻ thoải mái hơn gấp trăm lần so với ngồi điều hòa đó. Cho nên ít nhất thì trong mùa hè oi bức này cô nhất định phải nghĩ cách ăn ké hơi mát của Tống Thư Hàng cái đã, đợi mùa đông rồi lại chia tay. Thằng nhóc Thư Hàng kia có việc gấp phải đi khỏi trường rồi, tôi nghĩ có bạn học Lục Phỉ chúc mừng chắc là nó sẽ vui lắm đấy. Cao Mỗ Mỗ bước lên nói. Ngoài ra Thư Hàng có nói đợi sau khi đại hội thể thao kết thúc thì sẽ mời mọi người cùng nhau đi ăn đấy, bạn học Lục Phỉ có rảnh không? Trong lòng Lý Dương Đức thầm giơ ngón tay cái, Cao Mỗ Mỗ, mẹ nó hôm nay mày giỏi lắm. Hả, tôi đi cũng được à? Lục Phỉ có phần kinh ngạc, cuối cùng sảng khoái đồng ý. Được, đến lúc đó nhớ gọi tôi nhất định sẽ đến. Quyết định thế nhé. Cao Mỗ Mỗ đẩy kính mắt. Thư Hàng à, anh chỉ có thể giúp chú được đến đây thôi. Tống Thư Hàng trở về ký túc xá trước, cẩn thận lấy phi kiếm màu đen của Thông Huyền Đại Sư ra, kiếm này ở trong mắt người khác thì vô hình vô chất, dùng để đánh lén là thích hợp nhất, lần này không chừng còn có thể dùng đến nó. Sau đó hắn lại mang theo một bình thối thể dịch và viên tích cốc hoàn lần trước mới ngậm có một lần kia. Thối thể dịch không chỉ dùng để tu luyện, trong lúc nguy cơ trước mắt thì cũng có thể để bổ sung thể lực. Tích cốc hoàn thì có thể cung cấp dinh dưỡng sống còn bất kỳ lúc nào. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì hắn lại cầm theo một thứ nhỏ như cái đèn pin ra. Đây là côn điện mà Lâm Thổ Ba đã cải tạo qua, không biết hiệu quả thế nào, nhưng cứ mang theo bên người sẽ khiến cho Tống Thư Hàng an tâm hơn một chút. Cuối cùng, hắn cẩn thận cầm theo sấp bảo phù của phủ chủ thất sinh phù đã tặng cho hắn, 20 lá bùa giống như định hải thần châm vậy. Khiến cho Tống Thư Hàng có thể giữ được chút bình tĩnh khi đối mặt với tên đàn chủ thần bí kia. Lần này đi ra, chủ yếu là để tìm kiếm tung tích của tên đàn chủ kia rồi xác định vị trí của hắn. Nếu như tình trạng của hắn thật sự rất tệ thì có thể nhân cơ hội này, nhổ cỏ tận gốc. Có bảo phù của phủ chủ thất sinh phù ở đây, cho dù có thất bại thì ít nhất cũng có thể giữ được mạng sống. Nếu như thất bại thì cứ lấy linh quỷ làm thù lao, nhờ tiền bối trong nhóm ra tay tương trợ. Tóm lại, nhất định phải giải quyết tên đàn chủ kia cho xong. Chương 81, Loli và ngồi lố chạm rồi. Rời khỏi khu đại học, qua một cây cầu vượt thật dài, chính là ga tàu điện ngầm đi xuyên khu Giang Nam. Tiệm thảo dược Viên Long nằm ở lối vào ga tàu điện. Theo đám người chen chúc ở chỗ kiểm tra vé, rồi lại dọc theo thang cuốn đi thẳng về phía trước, là có thể đến với thế giới nhộn nhịp bên dưới lòng đất, những đường sắt ngầm giao nhau khắp nơi nối liền bốn tỉnh lại với nhau. 100 năm trở lại đây, nhân loại dường như đã đầy đủ kỹ năng, khoa học kỹ thuật bùng nổ phát triển, tiến bộ không ngừng. Đối với người của 100 năm trước thì đúng là hoàn toàn không thể nào mường tượng ra được thế giới đường sắt ngầm giống như mạng nhện này. Vì mang theo thứ như phi kiếm bên người, dù người thường nếu chỉ dùng mắt thường sẽ không nhìn ra, nhưng Thư Hàng vẫn cẩn thận tránh khỏi hệ thống kiểm tra an ninh. Hệ thống kiểm tra an ninh ở nơi này vẫn rất lỏng lẻo, có lẽ là do đến giờ vẫn chưa có việc gì nghiêm trọng xảy ra. Nếu như kiểm tra an ninh mà cứ lỏng lẻo như thế, tương lai kiểu gì cũng xảy ra chuyện thôi. Bậy bậy bậy, đừng có thối mồm nói gỡ. Tống Thư Hàng bước lên thang cuốn, nhìn xuyên qua lớp bảo hộ của thang cuốn thì có thể thấy được đám người đông nghẹt bước ra từ tàu điện ngầm. Phần lớn gương mặt của những người này đều mang theo vẻ mỏi mệt. Nhịp sống hiện đại ngày càng vội vã hơn, khiến con người ta cứ quay liên hồi như những con quay, cuối cùng lại không ai biết vì sao mình phải sống vội vã như thế. Vì sao lại phải làm việc cật lực đến thế, bận rộn như vậy? Càng lúc lại càng thấy mệt mỏi, không tìm được niềm vui nào trong cuộc sống nữa. Nếu như không được tiếp xúc với nhóm Cửu Châu số 1, thì cuộc sống cứng nhắc dập khuôn như thế chính là tương lai của mình mai sau. Lúc này, trong đám người có một bóng người lọt vào mắt Thư Hàng. Đó là một ông chú làm văn phòng, đang vội vội vàng vàng, tay trái kẹp một cặp tài liệu.
chính là ông chú lần trước làm rơi tiền trước mặt Tống Thư Hàng, còn ngộ nhận tưởng Thư Hàng là lừa đảo. Tống Thư Hàng sờ lên ví tiền của mình, cọc tiền lần trước của ông chú đó vẫn còn trong tay hắn. Nhưng thật đáng tiếc, lần này lại không có cơ hội trả lại tiền cho người ta. Khoảng cách giữa các thang máy ở trạm tàu điện ngầm rất lớn, để phòng ngừa có người làm chuyện nguy hiểm như nhảy vượt qua thang máy khác. Nếu như có cơ hội gặp lại, mình nhất định phải trả lại tiền cho người ta. Mà cũng phải nói, sao mình luôn có cảm giác hành vi của ông chú này lạ lạ thế nào ấy? Hình như ông này luôn cố ý hay vô tình đứng nép ở sau lưng những người cao lớn, lén lén lút lút. Hai người người lên kẻ xuống, cứ thế đi ngang qua nhau. Tống Thư Hàng cười khẽ, tìm số tàu rồi đến trước đường ra đứng chờ. Có lẽ là vì hôm nay thi đại học nên lưu lượng khách ở tàu điện ngầm cực kỳ lớn, phía trước còn xếp thành hàng dài, vẫn lục tục có thêm người đến xếp hàng khiến hàng càng dài thêm. Bởi vì có quá nhiều người nên điều hòa ở sân ga hoàn toàn chả có tí công hiệu nào. Sau lưng Tống Thư Hàng có một bà mẹ trẻ tuổi, nắm tay con gái, dùng tiếng Trung rất gượng, oán giận nói. Nóng quá! Sau lưng bà mẹ, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng nới lỏng cổ áo của mình, bất đắc dĩ nói. Hôm nay nhiều người quá, máy lạnh chả được tác dụng gì cả. Bé gái con của bà mẹ trẻ kia cũng dí dỏm thẻ lưỡi, dùng tiếng Trung còn cứng nói. Không khí bức bối, bực quá. Em bé tầm 4-5 tuổi, tóc ngang vai, mắt to đen lúng liếng, mặc váy liền áo, tinh xảo như búp bê. Ngương đàn ông mặc sơ mi trắng cười khổ nói. Tàu sắp đến rồi, giáng thêm một chút đi. Vì hôm nay là kỳ thi đại học khiến giao thông tắc nghẽn, cho nên họ chọn đi tàu điện ngầm. Nào ngờ số hành khách đi tàu điện ngầm lại còn nhiều hơn, còn không bằng tự lái xe đi, ít nhất ngồi điều hòa trong xe cũng thoải mái hơn bây giờ. Một nhà ba người u oán, bé gái đột nhiên cảm giác phía trước có một luồng khí mát lạnh, bất giác nhích người muốn tiến về phía trước. Bé như đụng phải vách tường, đau quá hét lên, ai ra. Nhưng lúc này, vách tường lại rất lạnh, chạm vào nó giống như được nằm giường nước dưới mặt trời chói chang khiến cô bé không tự chủ được, cọ cọ vào bức tường, lạnh buốt. Thư Hàng quay đầu lại, không nói gì, chỉ nhìn cô bé đang dán lên người hắn, như một con mèo nhỏ hạnh phúc đang cọ cọ không ngừng. Từ khi nắm giữ cách vận dụng tinh thần lực đến nay, hắn có thể chủ động khống chế hàn khí của phong hồn băng châu, khống chế hàn khí ở sát phía ngoài thân mình. Nếu không vào những ngày hè chói chang như thế này, hắn lại tỏa ra khí lạnh, sẽ dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Rõ ràng đã an phận đã như thế rồi, nhưng tại sao vẫn hấp dẫn người khác đến vậy? Bà mẹ trẻ dùng tiếng Trung cứng ngắc rối rít xin lỗi, đồng thời đưa tay kéo con gái của mình về. Xin lỗi cậu, thật ngại quá. Con gái của mình vì nói tiếng Trung không tốt lắm, nên sau khi đến Hoa Hạ cùng bố thì luôn sợ người lạ. Sao bây giờ tự nhiên ôm lấy người lạ rồi vui vẻ cọ cọ không ngừng như vậy, chẳng lẽ là do thời tiết quá nóng nên não con bé bị ảnh hưởng rồi sao? Cô bé ôm lấy Tống Thư Hàng cứng ngắc, tỏ vẻ đến chết cũng không buông tay. Đừng mẹ ơi, đừng! Bà mẹ trẻ và bố cô gái có chút xấu hổ. Ông bố mặc áo sơ mi khóe miệng co giật, đưa tay muốn kéo con gái mình về. Thật sự là ngại quá, con nít đúng là không hiểu chuyện. Cô bé lại gào lên, miệng mếu máo, ra vẻ sắp khóc tới nơi. Đừng bố ơi, đừng kéo con nữa, bố mà kéo nữa là con tuyệt giao với bộ đấy. Tay của người bố mới đưa ra một nửa lại cứng ngắc. Lập tức, ánh mắt của mọi người xung quanh lại tập trung hướng lại phía mấy người Thư Hàng. Lúc này Tống Thư Hàng vẫn đang duy trì trạng thái cảnh giác, đối với tình huống xung quanh đặc biệt mẫn cảm. Nhiều mắt nhằm vào hắn như vậy, khiến hắn cảm giác như một người bị vạn mũi tên cùng lúc bắn trúng. Tống Thư Hàng cẩn thận hỏi, vì hắn sợ bị coi là bọn buôn người. Nếu không thì để em ôm bé một lúc cũng được. Không đợi bố mẹ trả lời, cô bé đã nhanh chóng chui vào trong lòng Thư Hàng, co chân lên bò trên người Thư Hàng như khỉ con. Bố cô bé ngoài cười khổ ra chỉ biết cười khổ. Ông bố cười khổ trả lời. Vất vả cho cậu rồi, người anh em. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, để cô bé dựa trên bờ vai mình ở tư thế thoải mái nhất. Cô bé ôm chặt lấy Thư Hàng, lè lưỡi về phía bố mẹ mình. Sau đó hít hà hưởng thụ, cảm thấy chuyện thoải mái nhất vào những ngày hè chói chang là được ở trên người anh trai này, đây đúng là thiên đường mà. Ông bố mặc áo sơ mi trắng nhìn đến đây, lập tức tim gan co thắt, trong lòng lạc lõng cô đơn, đúng là con gái, không phải con gái của mình nữa rồi. Bà mẹ trẻ nhìn Tống Thư Hàng với vẻ tò mò,
không rõ vì sao người thanh niên nhìn qua thì bình thường này lại có thể hấp dẫn con gái của mình như thế. Ừ, nhìn kỹ thì cũng là thanh niên mặt mũi hiền lành, vừa nhìn là biết đây là người tốt. Có lẽ vì là người tốt nên đứa con gái vốn mẫn cảm của mình mới thích dán vào người cậu ta như thế. Bà mẹ xinh đẹp đang miên man suy nghĩ, bỗng từ xa truyền đến thông báo rằng tàu đã đến trạm. Người bố mặc áo sơ mi trắng phát huy ưu thế về thể trạng của mình, tiến vào hàng để chiếm vị trí. Nhưng thật đáng tiếc, chỗ ngồi đã bị chiếm hết, nên anh ta lại ngại ngùng nhìn về phía Tống Thư Hàng. Con gái mình đã 5 tuổi, bế nhiều cũng không thoải mái. Chàng trai này nhìn qua có vẻ hơi gầy, nên anh lo rằng sẽ không bế được con gái mình bao lâu. Tống Thư Hàng nở nụ cười ôn hòa đáp lại, hắn có sở thích là tiện tay giúp đỡ người khác, đây là một chuyện rất sung sướng nên hắn không có ý định từ bỏ niềm vui này. Bé gái ghé vào bờ vai Thư Hàng, thỉnh thoảng lại vui vẻ cọ vài cái, vẻ mặt thỏa mãn. Hơn một tiếng sau, có thông báo nhắc nhở sắp đến khu cảnh lệ. Người bố mặc áo sơ mi trắng thở phào nhẹ nhõm, một trạm nữa là đến nơi mình muốn đến. Con gái mình đã ngủ say trên bờ vai của chàng trai kia rồi. Anh chàng này nhìn ngoài thì gầy yếu nhưng thể lực cũng được đấy. Ôm con gái mình hơn một tiếng đồng hồ mà có vẻ vẫn rất nhẹ nhàng. Hơn nữa ông bố chú ý, mỗi lần tàu điện ngầm phanh lại, chân chàng trai tựa như cắm rễ trên mặt đất, đứng yên không bị lay chút nào. Người bố mặc áo sơ mi cẩn thận đón lấy đứa bé đang ngủ say từ trong tay Tống Thư Hàng. Người anh em, chúng tôi chỉ còn một trạm nữa là xuống rồi. Con gái không hiểu chuyện, lần này thật sự đã làm phiền cậu rồi. Cậu vẫn chưa đến trạm à? Tống Thư Hàng cười cười, trả lại đứa bé cho ông bố. Không sao đâu, tôi còn vài trạm nữa mới đến nơi. Bé gái rất đáng yêu, ha ha ha. Thực ra hắn đã ngồi quá trạm rồi. Từ 3 trạm trước đã là trạm hắn cần đến rồi, chỉ là nhìn thấy bé gái đang ngủ ngon giấc trong ngực mình, tính người tốt của hắn lại phát tác, ôm cô bé lại đứng thêm 3 trạm nữa. Cho nên tí nữa hắn phải ngồi tàu điện quay lại nữa. Chương 82, Hòa Thượng Tây và hiện trường tai nạn kỳ dị. Trạm tàu điện ngầm ở khu cảnh lệ, ông bố mặc áo sơ mi trắng đang gật đầu với Tống Thư Hàng, sau đó cùng vợ chuyển sang đứng ở cửa ra vào, chuẩn bị xuống tàu. Anh ta định đưa cho Thư Hàng một tấm danh thiếp, nhưng lần này vì mang người nhà đi chơi nên cũng không mang theo danh thiếp trong người, đành thôi. Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này cũng không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Chắc là thế thôi. Người lên xe ở trạm khu cảnh lệ tương đối ít, cửa tàu vừa mở ra, người trên tàu bước xuống, người ở ngoài lại xếp hàng lên tàu. Người cuối cùng lên tàu là một người đàn ông da trắng chọc đầu cao to, đôi mắt của ông nổi bật đến mức làm người ta sững sờ. Người da trắng chọc đầu thì không hiếm thấy, nhưng trên đầu chọc còn đốt chỉnh tề 6 vết giới 3, vết sẹo do châm hương trên đầu các vị sư thì thật sự là rất hiếm gặp. Đây là một vị hòa thượng Tây, hòa thượng người nước ngoài, hàng thật giá thật. Cao hơn 2 thước, đầu chọc bóng loáng. Thời tiết nóng bức như vậy, ông ta vẫn mặc tăng bào dày cui, trên tay còn cầm xuyến Phật châu, trong miệng còn lẩm bẩm, có vẻ rất chuyên nghiệp. Dạo này hình như hòa thượng cũng là một nghề kiếm được kha khá thì phải. Đến cả người ngoại quốc cũng tranh bát cơm này à. Người ta nói, bụt chùa nhà không thiêng, người ta đến từ tận nước ngoài, khoảng cách đủ xa, chắc được yêu thích lắm nhỉ. Mọi người trên tàu điện ngầm nhìn thấy vị hòa thượng Tây này thì đều chủ động giữ khoảng cách với ông ta. Trời nóng như vậy, chỉ cần nhìn đống quần áo của ông ta cũng thấy nóng phát sợ rồi. Nếu mà đứng gần thì giống như có luồng khí nóng của từ người ông ấy đập vào mặt ấy. Tống Thư Hàng bất giác đưa mắt nhìn vị hòa thượng Tây kia một cái, đối phương không những có thân hình cao to, mà khí huyết còn mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa tinh thần lực của ông ta cũng mạnh mẽ đáng sợ. Tống Thư Hàng trong trạng thái, cảnh giác, có thể cảm ứng được chênh lệch giữa mình và ông ta. Nếu tinh thần lực của Tống Thư Hàng là đèn dầu thì tinh thần lực của Hòa Thượng Tây chính là đèn pha. Nhưng vị Hòa Thượng này lại không biết khống chế tinh thần lực cường đại của mình, mặc kệ chúng tứ tán không theo quy tắc nào cả. Người này không phải là người bình thường, lẽ cũng là tu sĩ à? Tống Thư Hàng thầm suy đoán trong lòng như vậy. Hắn nhắm mắt lại một lần nữa, tiến vào trạng thái cảnh giác. Lợi dụng loại trạng thái này che giấu khí tức của mình. Trước khi có thực lực mạnh mẽ, hắn không muốn bạo lộ thân phận tu sĩ của bản thân. Hắn giờ đã biết việc bạo lộ thân phận rất phiền phức. Sau khi bước vào tàu điện ngầm, Hòa Thượng Tây nhìn quanh, hình như đang tìm kiếm gì đó, sau đó lông mày nhíu chặt lại. Sau đó ông ta không có động tác gì khác, chỉ lặng im đứng tựa trong tàu điện ngầm,
miệng tụng kinh văn bằng tiếng Trung nhiều lần, phát âm cực chuẩn, chắc SSK phải đến cấp 8. Tàu điện ngầm từ từ chuyển động. Hành khách không khỏi lắc lư nhẹ, sau đó tàu điện ngầm dần dần tăng tốc. Từ trạm Cảnh Lệ trở đi, tàu điện đi thẳng ra ngoại thành, tổng độ dài hơn 4.440 mét, khoảng cách tương đối dài, hơn nữa đường đi đều ngầm vào trong lòng đất. Bởi vì nhiều đường rẽ và chuyển hướng nhiều nên đoạn đường này tàu điện không tăng tốc nổi, chạy xong một quãng này cũng cần 13 phút đồng hồ. Người bố mặc áo sơ mi trắng cẩn thận ôm lấy con gái, nhưng cô bé đang ngủ say có lẽ vì mất đi cái điều hòa hình người, mang tên Tống Thư Hàng kia nên hơi dãy dụa. Bà mẹ trẻ tuổi dùng bàn tay nhỏ bé trắng nõn quạt cho đứa bé, cố gắng xua đi cái nóng bên người. Giống như đi tàu hỏa, nếu có quá nhiều người thì ở trong tàu điện ngầm cũng sẽ thấy rất nóng. Sau khi tàu chạy được 6 phút, Tống Thư Hàng đột nhiên nhướng mày, chân đứng vững thế trung bình tấn. Ngay sau đó, tàu điện ngầm đung đưa mạnh, những cái vòng treo vung vậy, va vào nhau. Các hành khách cố sức bắt lấy tay vịn gần nhất, vịn lấy cột, vòng treo nhưng vẫn ngã trái ngã phải. Có ít người đứng không vững té ngã trên sàn. À, chuyện gì thế này? Trời ơi, lúc trước chuyển hướng đâu cua gấp như thế? Á, bà mẹ trẻ kia ngã ngồi xuống bên người Tống Thư Hàng, cảm thấy mông rất đau, nước mắt trực trào ra. Người bố mặc áo sơ mi trắng cũng lùi hai bước, không ổn định được thân hình, ngã ngửa về phía sau. Tống Thư Hàng tiến lên hai bước, tay nhẹ đẩy vào lưng người đàn ông áo trắng, sử dụng nhu kình của kim cương căn bản quyền pháp, đúng là hữu ích, thiết thực. Người bố áo sơ mi trắng ổn định lại thân hình, anh ta xoay đầu lại thì thấy Tống Thư Hàng ôn hòa, cảm kích nói. Cảm ơn. Tống Thư Hàng đáp. Không có gì, vẫn chưa hết lắc đâu, anh cứ giữ cho chặt. Trong trạng thái, cảnh giác, ngũ quan của hắn nhạy cảm vô cùng. Tàu điện vì dừng gấp nên khiến cả thân tàu rung lắc dữ dội. Rung lắc kiểu này không chỉ một lượt mà lẽ liên tục xảy ra cho đến khi tàu dừng hẳn. Chẳng lẽ phía trước gặp phải sự cố gì à? Đang mãi suy tư, bỗng, rầm rầm, tàu điện lắc lư mạnh hơn, cả thân xe cũng rung lên. Đồng thời có tiếng còi cảnh báo gấp của tàu điện ngầm. Tất cả đèn trong tàu bỗng nhiên vụt tắt, các hành khách bỗng ngã dạp như quân bài domino, rất nhiều người bị va đập, đụng vào thân tàu, kêu đau thảm thiết. Loại tình huống này, Tống Thư Hàng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định được thân hình của mình. Bà mẹ trẻ bị ngã, kêu lên sợ hãi, bị quán tính ném văng đi. Ông bố dù được Thư Hàng nhắc nhở nắm chặt tay vịn nhưng quán tính quá lớn nên không nắm chặt được, cả người ngã sấp về phía bên cạnh. Bé gái bị bay ra từ ngực bố, mở to hai mắt, tràn đầy hoảng sợ. Tống Thư Hàng thấy thế, vội vươn tay thành long chảo dùng nhu kình túm lấy quần áo cô bé, cổ tay lắc nhẹ, dùng xảo kình đánh tan lực quán tính trên người cô bé đang ở giữa không trung, ôm lấy bé gái đang thất kinh. Trong toa tàu tối đen, tầm nhìn của Tống Thư Hàng cũng bị hạn chế. Bé gái bám chặt vào ngực hắn, không dám cử động gì. Tuy rằng hoảng sợ nhưng bé vẫn biết điều, không khóc lóc. Xảy ra chuyện gì thế? Có người hoảng sợ kêu lên. Chật dây rồi à, hay là lật tàu? Á, đau quá. Cứu tôi với, tôi bị kẹt rồi, đau quá, không nhúc nhích được. Nhân viên bị thương đau đớn kêu lên. Đừng, khụ khụ, nhất định là tôi đang nằm mơ. Đừng đè lên tôi, xuống khỏi người tôi đi. Xương sườn tôi gãy rồi. Xung quanh đó, tiếng khóc thét, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu đau. Tình hình trong toa tàu càng thêm hỗn loạn không kiểm soát nổi. Có người run rẩy rút điện thoại ra, dùng đèn flash chiếu sáng toa tàu. Vừa chiếu xong, càng nhiều người hoảng sợ hét lên. Khắp nơi toàn là máu me đầm đìa, đang quay phim kinh dị ở đây sao? Nơi nào cũng là máu, trên vách tường, vì lúc trước va đập mạnh nên cả vách tường đều bị máu tươi nhuộm đỏ, khiến trong toa tàu như địa ngục. Lại có mấy chỗ cửa sổ bị vỡ, làm mảnh thủy tinh đâm vào hành khách ngồi cạnh cửa sổ. Ngồi sụi lơ tựa ở vách tường, không thể động đậy. Thậm chí có người bị mảnh kính lớn đâm xuyên qua, nằm trên sàn không biết sống chết. Rất nhiều người sứt đầu chảy máu, lấy tay đè lên miệng vết thương của mình. Bởi vì thiếu kiến thức tự sơ cứu ở tình huống nguy hiểm nên mọi người lộ vẻ luống cuống tay chân. Quẹ, người vừa mở đèn flash vừa rồi tắt điện thoại, phát ra tiếng nôn mửa. Người đàn ông mặc sơ mi trắng ngã trên sàn, trừ tay bị chật khớp ra thì cũng không có gì đáng lo. Còn bà mẹ trẻ kia lưng đập vào ghế nên đau chảy nước mắt, cũng may không có vết thương nào khác. Hai người đồng thời nhìn về phía Tống Thư Hàng đang ôm lấy con gái mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tống Thư Hàng nhìn thấy khung cảnh địa ngục trần gian này, lại nhíu mày.
Kỳ quái, trong lòng hắn nghi hoặc, vừa rồi thân tàu làm gì rung lắc mạnh như vậy nhỉ? Cửa sổ đều bị chấn vỡ, lại còn có người bị kính đâm thủng, càng khoa trương hơn nữa là, nửa vách tường trong toa này đều bị nhuốm máu rồi. Thế này thì cần bao nhiêu máu mới làm được chứ? Chật dây hay lật tàu thì cũng gây ra lực sát thương lớn như thế này được. Nếu than tàu bị chấn vài cái mà đã thương vong như thế thì còn gọi là tàu điện ngầm sao? Nên đổi tên thành tàu tốc hành địa ngục luôn cho rồi. Hòa thượng Tây Cao lớn đứng dậy, búng mấy thứ dính trên người xuống, giống như con gấu đứng lên. Ông ta nhìn về cảnh máu nhuộm khắp nơi trong toa tàu, cười lạnh. Tiếp theo, hai tay ông ta lần chàng hạt, làm thủ ấn của Phật môn, dùng tiếng trung thuần thục lớn tiếng niệm kinh văn. Tiếng niệm kinh vang khắp toa xe, thậm chí át cả tiếng mọi người đang kêu thảm thiết. Lão này đang niệm cái quỷ thế. Hình như là kinh Phật trừ ma thì phải. Đồ thần kinh, bị thế này rồi mà vẫn ngồi đây trừ ma quỷ. Chương 83, ảo ảnh. Tống Thư Hàng ôm bé Loli, sắp xếp cho bé với bố mẹ ở một bên rồi tiếp tục dõi mắt nhìn về phía Hòa Thượng Tây Cao lớn. Hắn có thể cảm ứng được, theo lời tụng niệm kinh văn của Hòa Thượng Tây, luồng tinh thần lực khổng lồ kia bắt đầu bốc lên, tỏa ra bốn phương tám hướng như sóng biển. Trong toa tàu có những luồng năng lượng u ám nhỏ trôi nổi giữa không trung mà người thường không thể nhìn thấy, thế nhưng khi gặp phải tinh thần lực đang cuồn cuộn của Hòa Thượng Tây thì chúng tức khắc tan tác như ong vỡ tổ, bay ra khỏi cửa sổ đã vỡ, tháo chạy về phía toa đằng trước. Tống Thư Hàng hơi động trong lòng, là quỷ, đó sao? Hắn mới hoàn thành cơ bản tâm khiếu, nhãn khiếu chưa mở cho nên không thể thấy ma quỷ. Thế nhưng khi ở trong trạng thái, cảnh giác, hắn có thể mơ hồ thấy những luồng năng lượng u ám ở trạng thái lờ mờ sương khói. Những thứ như ma quỷ bình thường sẽ không chui vào những nơi tập trung đông người, tràn đầy nhân khí như tàu điện ngầm hoặc xe khách. Một lượng nhân khí khổng lồ có sức mạnh dương mạnh mẽ cực kỳ, có thể khiến cho một vài loại ma quỷ yếu ớt hồn phi phách tán trong chớp mắt. Cho dù là ma quỷ mạnh hơn cũng không thích những chốn đông đúc nhiều nhân khí như thế này. Thế nhưng khi một đám đông gặp tai nạn thì lại là ngoại lệ. Những cảm xúc tiêu cực như hoảng sợ, chết chóc, tuyệt vọng, oán hận chồng chất sinh ra trong thời gian ngắn đều là thức ăn giàu dinh dưỡng mà ma quỷ yêu thích nhất. Đặc biệt ở nơi xảy ra tai nạn sẽ có linh hồn của những người chết ngoài ý muốn vô cùng đau đớn, chỉ cần ma quỷ nuốt sống chúng nó thì sẽ càng lớn mạnh hơn. Có một vài loại ma quỷ cường đại thậm chí còn có thể cướp đoạt linh hồn của những người bị thương sắp chết. Những linh hồn cận kề cái chết này sẽ khiến thực lực của chúng tăng lên càng nhanh. Yêu ma quỷ quái, phá phá phá. Hòa thượng Tây rõ ràng là có chút tài năng. Hắn vừa hô lớn thì tinh thần lực dâng lên mạnh mẽ, sức mạnh tiêu cực trong toa tàu nhất thời bị thanh trừ gần như không còn. Trong nháy mắt, tiếng mắng nhiếc kêu ca của hành khách trong toa tàu đều ngưng bặt. Bởi vì theo tiếng hô của Hòa thượng Tây, không gian đã sáng sủa trở lại. Cửa thủy tinh vỡ nát. Máu tươi loang lổ trên vách tàu và những hành khách bị thủy tinh đâm xuyên đều biến mất. Hành khách trên tàu ngã nghiêng ngã ngửa nhưng không ai đổ máu. Vừa rồi là ảo giác à? Tất cả hành khách đều ngây ra, chẳng biết phải làm sao. Đúng vậy, hết thảy những hình ảnh máu me đầm đìa đáng sợ đều là ảo ảnh do ma quỷ tạo ra, để khiến cho hành khách trên tàu hoảng sợ, e ngại, sinh ra càng nhiều năng lượng tiêu cực cho chúng nó. Ma quỷ chạy trốn tứ tán. Nhưng Hòa Thượng Tây có chút bản lĩnh chưa hài lòng với kết quả này. Xít, hắn lại chửi bậy một câu rồi cầm niệm châu, nhanh chóng đuổi theo đám ma quỷ tới toa tàu phía trước. Sau khi tàu phanh gấp và phát chuông cảnh báo thì khóa cửa ở các toa đã được mở ra. Chỉ cần mở chốt bằng tay thì có thể mở được cửa thông các toa tàu. Hòa Thượng Tây thuần thục mở chốt cửa, đuổi theo đám ma quỷ lên toa phía trước. Vị Hòa Thượng Tây cường đại này lên tàu không phải là ngẫu nhiên. Hắn đang đuổi theo ma quỷ trên tàu điện ngầm với ý định tịnh hóa chúng. Tống Thư Hàng sờ túi, trong đó có một lá phá tà phù, một lá giáp phù và một lá kiếm phù. Ba lá phù này hắn luôn để bên người để đề phòng bất trắc. Hy vọng là không phải dùng đến phù chú, số lượng phù chú trong tay hắn có hạn, trước khi gặp tên đàn chủ kia, hắn dùng mất mỗi lá phù thì phần thắng sẽ ít đi một chút. Đợi đã! Trong đầu Tống Thư Hàng lóe lên một ý nghĩ. Thứ ma quỷ trong tàu điện ngày sẽ không liên quan đến đàn chủ kia đó chứ. Bởi vì đàn chủ cũng là quỷ tu tà đạo, hơn nữa, tiệm thuốc Viên Long chỗ ẩn thân hiện tại của hắn ở ngay gần trạm tàu điện ngầm của ba người. Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, ở toa tàu thứ ba phía sau toa của Tống Thư Hàng, có hai người đàn ông sắc mặt tái mét đang tụm đầu nói nhỏ.
Mẹ nó, sao tên hòa thượng Tây kia lại đuổi theo? Rõ ràng đã bỏ xa hắn cả một thị trấn rồi cơ mà, đúng là âm hồn không tan. Một người đàn ông ăn mặc như viên chức bình thường nghiến răng nói. Một người khác trẻ hơn mặc áo phông dây huyệt thái dương rồi nói đầy chua chát. Đã hai ngày liên tiếp không thể cho khổ u ăn no một bữa rồi. Nếu hôm nay còn không thể cho nó ăn đủ thì tối nay hai chúng ta sẽ bị đàn chủ chế biến thành đồ ăn cho nó đấy. Nói tới đây, cả hai run bắn lên. Khổ u chính là oán quỷ len lỏi trong tàu điện ngầm, nghe nói nó là quỷ tướng mà mấy chục năm trước đàn chủ phải phí rất nhiều công sức mới ngưng tụ được từ trên chiến trường, thực lực có thể so được với tu sĩ nhị phẩm. Đàn chủ đã bồi dưỡng nó nhiều năm, để nó trở thành một trong những oán quỷ mạnh nhất trong tay hắn. Trong tình huống bình thường, oán quỷ bị phong ấn trong giấc ngủ sâu nơi âm địa quỷ khí nồng đậm, vừa lợi dụng âm quỷ bồi dưỡng oán quỷ, vừa hạn chế oán quỷ bị hư hao. Thế nhưng qua thời gian lâu dài thì oán quỷ sẽ bị suy yếu. Cho nên mỗi lần đàn chủ mang theo oán quỷ ra ngoài thì phải tìm nguồn, thức ăn, cung cấp cho oán quỷ đang hư hao ở vùng lân cận, để nó khôi phục lại từ trạng thái suy yếu trước đã. Hai người đàn ông này chính là thành viên của căn cứ phụ trách mang oán quỷ ra ngoài kiếm ăn. Họ phải tìm một hiện trường tai nạn, hoặc mộ phần hợp táng để bổ sung thức ăn cho nó. Hôm qua họ đang thả oán quỷ khổ u ở bãi tha ma thì bất ngờ gặp phải hòa thượng Tây cao lớn. Nếu không phải bọn họ nhanh chân bỏ chạy thì khổ u đang suy yếu rất có thể đã bị hòa thượng Tây tỉnh hóa rồi, ngẫm lại đúng là nghĩ mà sợ. Nếu khổ u bị tỉnh hóa thì hai người họ tuyệt đối sẽ tự cắt cổ luôn cho xong, chết như vậy ít ra còn dễ chịu hơn một chút. Vất vả lắm họ mới mang khổ u chạy được một quãng xa, tìm thấy đoàn tàu điện ngầm này, bèn thao túng quỷ vật huyễn pháp mê hoặc người lái tàu khiến cho tàu phanh gấp. Định chế tạo ra một hiện trường tai nạn để khổ u ăn no một phen. Ai ngờ hòa thượng Tây lại đuổi theo đến tận đây. Rốt cuộc là chúng con chọc tới ngài chỗ nào? Ngài có thể đại nhân đại lượng, coi chúng con là một cái rắm rồi phóng sinh cho chúng con không? Kế sách bây giờ chỉ có liều mạng, người đàn ông trông có vẻ là tri thức cắn răng nói. Nếu hôm nay vẫn không thể lấp đầy cái bụng của oán quỷ thì đàn chủ sẽ dùng hình phạt tàn khốc để biến bọn họ thành món ngon cho oán quỷ sơi. Dù sao cũng chết, chỉ có liều mạng thì may ra mới mở được một con đường sống. Chỉ cần kéo chân hòa thượng Tây kia để cho khổ u hút năng lượng, khôi phục lại từ trạng thái suy yếu là được. Đến lúc đó hòa thượng Tây đó nhất định phải chết, người đàn ông còn lại cũng nghiến răng thốt ra. Nghĩ tới đây, hai người đứng dậy, đi về phía toa tàu đằng trước. Các toa tàu đều đang chìm trong hỗn loạn, bóng dáng hai người đàn ông ra sức chạy về phía trước rất dễ khiến cho người khác chú ý. Chỉ một loáng sau họ đã chạy qua toa của Tống Thư Hàng. Đáng tiếc, không ai trong số họ nhận ra Tống Thư Hàng đang được che giấu bởi tinh thần lực trạng thái cảnh giác. Thực lực của họ còn thấp, mới ở giai đoạn trăm ngày cơ bản. Hơn nữa vì công pháp cơ bản thấp kém, không có thối thể dịch tương trợ, lại thêm tuổi tác quá lớn, cho nên bọn họ tu luyện trăm ngày cơ bản đã nhiều năm mà vẫn chưa thể hoàn thành. Việc thao túng oán quỷ khổ u cũng phải dựa vào một pháp khí lâm thời mà đàn chủ cho bọn họ. Hai người vội vã chạy qua toa tàu của Tống Thư Hàng, đuổi theo bước chân của Hòa Thượng Tây. Đợi họ đi xa rồi, Tống Thư Hàng mới mở to mắt. Lại là hai tu sĩ. Hai người đàn ông vừa chạy qua có khí huyết hơn xa người bình thường, hơn nữa còn có liên quan đến quỷ vật, bởi vì trên người họ nhiễm thứ sức mạnh tiêu cực y hệt như ma quỷ ban nãy vậy. Không ngờ mình mới ôm một bé con ngồi ba trạm tàu điện ngầm mà lại xảy ra chuyện thế này. Có cần đi xem đằng trước xảy ra chuyện gì không nhỉ? Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Phía trước, Hòa Thượng Tây cao lớn đã đuổi kịp oán quỷ. Oán quỷ đã hấp thu không ít năng lượng tiêu cực, khôi phục được một chút thực lực. Lúc này nó lợi dụng huyễn pháp bao phủ toàn bộ ba toa trước của tàu điện ngầm, chế tạo ra rất nhiều ảo ảnh kinh hoàng để khơi gợi nỗi sợ hãi tuyệt vọng của hành khách bên trong. Chỉ chờ thực lực của nó khôi phục thêm một chút thì có thể lợi dụng ảo ảnh đó để đẩy hành khách vào tuyệt cảnh, ép một số người có ý chí yếu ớt phải tự sát để nuốt sống linh hồn họ. Tìm được rồi, lúc này Hòa Thượng Tây đầu chọc nở một nụ cười sáng rỡ khoe hai hàm răng trắng, đừng trốn nữa, ta đã tu luyện tới thiên nhãn thông, nhãn khiếu rồi, trước đôi mắt này, tất cả quỷ mị đều không có nơi nương náu, để ta tỉnh hóa ngươi đi. Chương 84, trận giáp lá cả trên tàu điện ngầm. Theo tiếng tụng niệm của Hòa Thượng Tây, kinh Phật trong tay hắn tỏa ra một vầng sáng vàng trang nghiêm, thần thánh, đây chính là hình ảnh hiện lên trong mắt người thường. Nếu có tu sĩ đã mở nhãn khiếu ở đây thì sẽ nhìn thấy luồng tinh thần lực khổng lồ của Hòa Thượng Tây đang dẫn lên thực thể của kinh Phật,
từng tiếng kinh văn hóa thành phù văn vàng kim, mỗi chữ nhỏ như móng tay ào ào đổ tới oán quỷ phía trước như thác lũ. Ảo ảnh của quỷ tưởng khổ u gặp phù văn kinh Phật thì như khói bếp gặp phải gió to, bị thổi tứ tán chỉ trong chớp mắt. Ảo ảnh dần dần được giải trừ nhưng hành khách trên tàu vẫn chìm trong trạng thái đờ người ngây ngẩn, khác với toa tàu của Tống Thư Hàng, chỗ này chìm trong ảo ảnh quá lâu, nhiều người bị quỷ tướng khổ u hút đi một phần sức lực nên thần trí vẫn mơ hồ. Két, quỷ tướng khổ u phát ra tiếng kêu chói tai rồi liên tục tháo lui. Vất vả lắm mới khôi phục được một chút năng lượng lại bị Hòa Thượng Tây đánh tan, thân thể nó càng thêm suy yếu so với lúc trước. Cứ thế này thì chỉ nửa giờ nữa là nó sẽ bị Hòa Thượng Tây tịnh hóa hoàn toàn, hóa thành cho bụi. Này tên ngoại quốc chết tiệt kia, hai người đàn ông chạy từ phía sau tới nhìn thấy tình cảnh này, suýt nữa thì vỡ cả tim gan. Người đàn ông có vẻ tri thức ra sức hít sâu, sau đó cơ bắp trên người hắn phồng lên từng khối, làm rách toạc cả âu phục. Thế rồi hắn lao vào Hòa Thượng Tây như một cỗ xe tăng. Dọc đường lao tới, những hành khách cản đường hắn đều bị đánh văng ra ngoài. Tên đồng bọn cũng rất phối hợp, ngay khi tên đàn ông tri thức biến thân thì hắn đã lấy ra 8 mảnh châm nhọn, đánh vỡ tất cả máy ghi hình trong toa tàu. Cho dù là quỷ tu tà môn cũng không muốn mình bại lộ khơi khơi trước mắt bao người, còn hành khách trong khoang tàu, hiện tại họ vẫn còn mê man mơ hồ, không vấn đề gì cả. Sau khi đánh vỡ camera, người đàn ông bình thường cầm một pháp khí làm từ xương cốt, bắt đầu khống chế quỷ tướng khổ u. Chí lực tự thân của quỷ tướng khổ u không cao, nếu để nó tự do phát huy thì chỉ thi triển được 5-6 phần thực lực, song nếu có người khống chế thì lực sát thương sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Người đàn ông dáng vẻ tầm thường dùng pháp khí xương cốt khống chế quỷ tướng khổ u, khiến cho nó không đối mặt trực tiếp với Hòa Thượng Tây mà lãng phí sức lực nữa, quỷ tướng khổ u chủ động thu hồi năng lượng dùng để bày ra ảo ảnh, chờ đợi thời cơ. Đồng thời, gã đàn ông tầm thường nọ lấy ra một bình nhỏ, trong bình đựng cho cốt của viêm quỷ cấp thấp. Cái gọi là viêm quỷ chính là oán quỷ chết bởi hỏa thiêu, đối lập với thủy quỷ. Phải là võ nhân khí huyết sung mãn chịu oan khuất thấu trời, cuối cùng bị thiêu sống đến chết mới có cơ may tạo thành viêm quỷ. Viêm quỷ cấp thấp chí lực cũng thấp, chỉ biết công kích giống như chó điên. Thế nhưng thông qua cho cốt của nó thì có thể khống chế đối tượng tấn công một chút. Bình vừa mở, viêm quỷ đã lập tức chui ra. Loại oán quỷ cấp thấp như viêm quỷ không có hình dạng cố định, chỉ là một nhúm ma chơi bốc cháy, thế nhưng lại có tốc độ cực khủng. Viêm quỷ rít lên dữ tợn rồi gào thét tấn công về phía mục tiêu. Tốc độ của nó còn nhanh hơn người đàn ông trí thức sau khi đã biến thân đến mấy lần, đi sau mà đến trước, nhằm thẳng vào lưng của Hòa Thượng Tây. Hòa Thượng Tây phát hiện ra viêm quỷ tấn công thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, tiếng tụng niệm kinh văn vẫn chẳng hề ngừng. Viêm quỷ đâm sầm vào Hòa Thượng Tây. Song Hòa Thượng Tây chẳng bị tổn hao đến nửa cọng tóc, tuy rằng hắn cũng không có cọng tóc nào. Lúc này đây, giữa Hòa Thượng Tây và viêm quỷ bị ngăn cách bởi một lớp màng ánh sáng vàng rất dày. Lớp màng ấy đã ngăn cản toàn bộ đòn tấn công của viêm quỷ. Khi lớp màng vàng kim ấy sáng lên, dường như cả thiên địa đang kể ra vô số công đức trước nay của Hòa Thượng Tây cho thế gian vạn vật. Vầng sáng công đức hộ thể, yêu ma quỷ quái bất xâm. Mẹ nó, rốt cuộc tên Hòa Thượng Tây này cả đời đã độ hóa bao nhiêu vong linh, oán linh. Người đàn ông bộ dạng bình thường kinh hãi trong lòng. Phải biết rằng, độ hóa đến hàng trăm vong hồn mới có thể gọi là công đức, độ hóa ngàn người mới có vầng sáng công đức hộ thể. Mà muốn có vầng sáng công đức dày đặc như trên người Hòa Thượng Tây này, ít nhất cũng phải độ hóa đến trên vạn người. Bởi vì biết rõ trên người có công đức hộ thể, yêu ma quỷ quái nhỏ yếu tầm thường chẳng thể làm gì được. Cho nên Hòa Thượng Tây mới thoải mái để mặc cho viêm quỷ đâm thẳng vào người mình. Khốn nạn, một Hòa Thượng Tây như ông cần gì phải cúc cung với sự nghiệp như thế. Hòa Thượng bản địa cũng chưa chắc đã có được công đức như ông đâu. Bây giờ tính cả Hoa Hạ này được mấy cao tăng độ hóa đến trên một vạn vong hồn cơ chứ. Người đàn ông bộ dạng tầm thường vội vàng thao túng viêm quỷ, gọi nó trở lại. Vầng sáng công đức của người ta dày từng kia. Tiểu quỷ thông thương tốt nhất đừng có diễu võ dương oai trước mặt người ta làm gì cho xấu hổ. Thế nhưng, muộn rồi. Muốn đến thì dễ, muốn đi lại khó. Hòa Thượng Tây hô lớn kinh văn, 7 mảnh kinh văn biến thành phù chú vàng kim quấn chặt lấy viêm quỷ, xoay tròn quanh thân nó. Chỉ tầm 7-8 phút, ánh ma chơi của viêm quỷ tắt ngấm, để lộ bóng hình một người đàn ông dáng vẻ cương nghị. Cái bóng hư ảo ấy ban đầu còn mang vẻ dữ tợn, song theo những phù văn vàng kim xoay tròn. Vẻ mặt hắn đã mau chóng trở nên bình thản. Hắn nở một nụ cười khoáng đạt với Hòa Thượng Tây,
thân thể biến thành một luồng sáng rồi tiêu tán trong không trung. Rắc, lọ đựng cho cốt viêm quỷ trong tay gã đàn ông mặt mũi bình thường vỡ vụn, cho cốt rơi đầy trên đất. Gru, đúng lúc đó, tên trí thức biến thân rốt cuộc cũng áp sát Hòa Thượng Tây, thi triển một chiêu hắc hùng đỉnh thụ hung hăng đánh thẳng vào hắn. Hòa Thượng Tây vẫn không hề nao núng, đứng yên như tượng đón lấy chiêu hắc hùng đỉnh thụ của kẻ kia. Cơ bắp của tên trí thức sau khi biến thân xong không phải chỉ để ngắm. Sau cú va chạm, Hòa Thượng Tây vóc người cao lớn liên tục bị đẩy lùi ra phía sau, ngay cả tiếng kinh văn cũng tạm thời bị cắt đứt. Tên trí thức đắc thủ, lập tức thừa dịp thân hình Hòa Thượng Tây còn chưa ổn định mà vung hai nắm đấm đánh một chiêu man nghiêu dương giác nhắm thẳng mặt hắn. Hòa Thượng Tây chép miệng, trên khuôn mặt nở một nụ cười khoái trá. Tên trí thức đang tấn công lộ ra vẻ mặt chẳng hiểu mô tê gì cả. Ban nãy các ngươi chủ động đánh ta, Hòa Thượng Tây hả hê sung sướng nói, cho nên, ta được đánh trả. Sư phụ nói việc này gọi là phòng vệ chính đáng. Nói đoạn, Hòa Thượng Tây vỗ hai tay. Lăn đi, bé trâu con. Sau tiếng hô, tên trí thức bị chụp bay một cách nhẹ nhàng chóng vánh, và đánh dầm vào thành tàu. Hòa Thượng Tây này không chỉ rất giỏi tiếng Trung mà còn tinh thông cả ngôn ngữ mạng, tuy rằng chỉ là mấy từ ngữ cổ lỗ sĩ hay dùng từ 10 năm về trước, nhưng không thể phủ nhận là tiếng Trung của người ta chất lừ. Ta đã sớm biết sau lưng oán quỷ cường đại kia có người thao túng, phải diệt cỏ tận gốc, nếu không diệt cỏ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh sôi. Ta muốn giết chết hai kẻ các ngươi, Hòa Thượng Tây hào hứng nói, sau đó đứng thế chuẩn bị thi triển quyền pháp, bảo rằng, đến đây đi, hai chú ong mật thẹn thùng. Xin kính chào các quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi trận chung kết võ thuật tự do ở phân khu số 5 trên tàu điện ngầm khu vực Giang Nam. Trước hết chúng ta giới thiệu tuyển thủ hai bên một chút. Tuyển thủ sân nhà là Hòa Thượng Tây mặc áo cà sa dày, trên đầu có 6 chấm hương. Tuyển thủ sân khách là hai người đàn ông, một mặc âu phục, một mặc áo phông. Đúng vậy, đây là chương trình truyền hình trực tiếp một trận đấu võ tự do 2-1. Rất không công bằng, song đây là thách đấu tự do, quy tắc lớn nhất của thách đấu tự do chính là không có quy tắc. Bây giờ trận đấu đã bắt đầu. Tuyển thủ sân khách mặc âu phục dẫn đầu phát động thế công, một cú va chạm tuyệt đẹp. Cú chạm ít nhất có thể tạo thành 100 điểm tổn thương. Nhưng, tuyển thủ sân nhà không hề né tránh đòn công của tuyển thủ sân khách. Đúng vậy, Hòa Thượng Tây cứng rắn đón đỡ đòn công này. Hơn nữa không bị tổn thương đến một cọng tóc, tuy rằng mới qua một hiệp nhưng có thể thấy tuyển thủ hai bên đều rất mạnh. Tuyển thủ mặc âu phục đen lại tấn công, lần này là hai quyền oanh kích. Vé gì gút, tuyển thủ sân nhà Hòa Thượng Tây đã chặn lại đòn công này. Tuyển thủ Hòa Thượng Tây phần kích. Đây là lần đầu tiên tuyển thủ này ra đòn tấn công với đòn đánh tinh tinh bắt cháy chân truyền. Quá đẹp, bạo kích 1.000 điểm tổn thương, tuyển thủ âu phục đen bị đánh văng vào vách sàn đấu, không động đậy được. Anh có 10 giây để đứng lên, nếu quá 10 giây không đứng lên được, anh sẽ mất tư cách tiếp tục tham gia trận đấu này. 10.9, 8, 4.3. Ồ, tuyển thủ sân khách mặc âu phục đen đã gắng gượng đứng lên, cứng cỏi đứng lên. Lần này anh đứng cùng với đồng đội mặc áo phông. Chương 85, rốt cuộc lão phu cũng đến thời chuyển vận rồi ha ha ha. Cùng nhau xông lên, hắn chỉ có một người, hai đấm khó địch bốn tay. Tên trí thức lấy tay xoa mặt, mặt mũi máu me be bét. Trong tay tên mặc áo phông cầm hai mảnh đao sắc không cán, ánh mắt lạnh băng. Giết hắn, ta có thể xử lý dấu vết, sau đó chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi con tàu này. Tên trí thức gật đầu. Gầm lên một tiếng phẫn nộ rồi phóng thân thể cơ bắp căng phồng về phía Hòa Thượng Tây. Tên mặc áo phông thoát ẩn thoát hiện sau gã đàn ông trí thức như một âm hồn, song so với kẻ kia thì hắn lại càng thêm nguy hiểm. Đao sắc không cán trong tay hắn chẳng khác nào răng nanh rắn độc, một khi đã lộ ra sẽ đẩy người ta vào cõi chết tức thì. Đến hay lắm, Hòa Thượng Tây cười ha hả. Hai phút sau, tên đàn ông trí thức liêu siêu ngã gục trên mặt đất, tứ chi vặn vẹo một cách khác thường. Mặt bê bết máu, ánh mắt dại ra. Tên mặc áo phông thì bị Hòa Thượng Tây ấn lên tường vung quyền nện hết đấm này đến đấm khác, mặt cũng bê bết máu, ánh mắt cũng dại ra. Nói gì thì nói ta cũng ở cảnh giới dược long môn đệ lục khiếu nhất phẩm, hai tên lớp mầm còn chưa xong cơ bản như các ngươi mà cũng dám đánh giáp lá cả với ta. Hòa Thượng Tây ném tên áo phông xuống đất, còn thuận tay lấy luôn pháp khí bằng xương trên người hắn. Cảnh giới đệ lục khiếu nhất phẩm tên là dược long môn. Mang ý nghĩa cá vượt long môn. Một khi vượt qua thì có thể biến hóa sức mạnh khí huyết trong cơ thể từ vô hình thành hữu hình,
tụ thành chân khí, thoát ly cảnh giới phàm nhân. Hòa thượng này đã là cao thủ ở kỳ nhất phẩm đỉnh phong rồi. Hòa thượng tay cầm pháp khí bằng xương, nhìn về phía quỷ tướng khổ u. Oán quỷ này ít nhất cũng bằng vài trăm đến cả ngàn quỷ hồn thông thường, tịnh hóa nó xong thì ta cách dị tượng cá vượt Long Môn không còn xa nữa. Ha ha, đến lúc đó vượt qua Long Môn rồi, ta lại càng tiến gần thêm một bước, lẩm bẩm nói xong, hòa thượng tây bóp nát pháp khí bằng xương nọ. Pháp khí bằng xương có liên hệ với quỷ tướng khổ u, pháp khí vừa vỡ, quỷ tướng khổ u tức thì kêu giống lên thảm thiết. Grao, grao, thừa dịp nó suy yếu, lấy mạng nó. Hòa thượng tây nhân cơ hội cầm kinh văn và Phật châu lên. Kinh văn không có gió mà tự động, lật đến một trang thích hợp. Hòa thượng tây lớn tiếng ngâm tụng, tay phải cầm Phật châu vung mạnh lên. Phật châu tản ra như những viên đạn vàng kim bắn về phía quỷ tướng khổ u. Tốc độ nhanh đến cực cùng, quỷ tướng khổ u căn bản không kịp né tránh, bị Phật châu liên tục đánh trúng. Cả người nó thủng hơn 10 lỗ, quỷ khí dần dần mỏng đi, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hòa thượng tây lại nhíu mày không hài lòng với kết quả ấy. Hắn ném luôn cả kinh văn đi. Cũng giống như Phật châu, kinh văn tự động tản ra giữa không trung, hóa thành từng trang sách thánh ụp lên quỷ tướng khổ u. Tiếng kêu gào thảm thiết của quỷ tướng khổ u càng thêm chói tai. Hòa thượng tây kết phá tà hàng ma ấn, mắt lóe lên ánh sáng vàng kim, miệng niệm tiếng phạn liên hồi. Khốn nạn, dừng tay, cho ta. Gã trí thức vùng vẫy bỏ về phía hòa thượng tây. Dốc sức toàn thân gào lên một câu. Hắn bỏ lết để lại một vệt máu dài trên mặt đất. Nếu quỷ tướng khổ u này bị tịnh hóa, hắn và gã mặc áo phông chết chắc rồi. Gã áo phông cũng tỉnh người ta, bèn nối gót lết về phía hòa thượng tây như một con sâu, vừa lết vừa há mồm định cắn. Dừng tay cho ta, đừng tịnh hóa nó, đừng. Chúng ta sẽ mất mạng đó. Dừng tay. Đây chính là nỗi bi thương của kẻ nhỏ yếu, nỗi bi thương sống chết chẳng do mình. Ánh mắt hòa thượng tây sầm xuống nhưng tiếng tụng kinh vẫn không ngừng. Kẻ đáng thương ắt có phần đáng giận, hắn đã gặp nhiều quỷ tu tà đạo, đã trải qua vô số chuyện thế này. Hắn không thể vì hai gã đàn ông kia mà đình chỉ việc tịnh hóa quỷ tướng. Cho dù hai kẻ kia sẽ vì vậy mà mất mạng cũng thế thôi. Hết thảy oán quỷ đều phải bị tịnh hóa. Tất cả oán quỷ đều phải tịnh hóa, không chừa một kẻ nào. Trong mắt hòa thượng tây ánh lên vẻ nghiêm nghị, còn nhiễm thêm một tia căm hận. Hòa thượng tây không hề phát hiện ra có một bóng người lưng gù đang tiếp cận hắn mà không gây ra mảy may tiếng động. Hắn đang ở trong trạng thái khai hỏa toàn bộ tinh thần lực, ấy vậy mà vẫn không phát hiện ra đối phương. Đến gần hòa thượng tây, bóng người kia chém ra một chưởng không có gì đặc biệt, đánh thẳng xuống lưng hắn. Ầm! Một chưởng đánh ra, chân khí sục sôi, chân khí ngưng tụ không tan, cứ thế đặt trên lưng hòa thượng tây. Rắc rắc rắc! Âm thanh xương cốt vỡ vụn khiến người ta ghê răng vang lên như thể có người vừa bị xe tải cán qua. Lưng của hòa thượng bị ép lõm xuống một chưởng ấn to bằng bàn tay. Hòa thượng tây không hề phòng bị, miệng phun máu tươi, ánh sáng trong đôi mắt tán đi, phản âm cũng ngưng bặt. Phật châu và sách thánh đang bao phủ quỷ tướng khổ u mất đi sự duy trì của hòa thượng tây, biến thành vật phàm rơi rụng tả tơi. Phật châu rơi trên mặt đất phát ra những tiếng vang giòn giã. Sau đó, hòa thượng tây ngã gục xuống, ánh mắt nhìn về kẻ ở sau lưng mang đầy vẻ khó mà tin tưởng. Chân khí, hắn là chân sư nhị phẩm. Đối phương có cao thủ chân khí cảnh ở đây, tại sao bây giờ mới ra tay? Rõ ràng hắn có thể ra tay ngay từ đầu để áp chế mình cơ mà. Khụ khụ, sau khi đánh lén thành công, kẻ kia không lập tức truy kích. Hắn ho khan hai tiếng, sắc mặt trắng nhợt, dùng vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn hòa thượng tây rồi lại nhìn sang hai gã đàn ông đang nằm dài trên đất. Hai tên phế vật, nếu không phải kế hoạch của ta tạm thời thay đổi, vừa hay đi lên tàu điện số 5 này, thì đã mất toi một quỷ tướng quý báu rồi. Hai gã đàn ông mặt cắt không còn hột máu, cả người run lên lẩy bẩy. Đàn, chủ. Vì sao đàn chủ lại xuất hiện ở đây? Tên gù lưng này chính là, đàn chủ, mà Tống Thư Hàng muốn đến tiệm thuốc Viên Long tìm kiếm. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch, rõ ràng còn chưa giải được kịch độc trên người. Đàn chủ. Xin hãy tha cho chúng tôi một mạng, nhiệm vụ lần này, chúng tôi, đã cố gắng hết sức. Thế nhưng tên hòa thượng tây này quá mạnh rồi. Gã áo phông thống thiết cầu xin đàn chủ. Thất bại lần này không phải vì quân ta quá yếu mà là vì quân địch quá trâu. Hơn nữa quỷ tướng khổ u đã bị tịnh hóa đâu, chắc là đàn chủ sẽ tha cho mạng cho họ chứ. Tha mạng cho các ngươi. Đàn chủ sầm mặt, phế vật vô dụng thì không có giá trị để sống trên đời.
Có điều, các ngươi vẫn còn có chút tác dụng. Gã trí thức và tên mặc áo phông sáng ngời mắt, trong mắt ánh lên vui sướng. Nhưng ngay sau đó, họ chỉ thấy đầu đau buốt, mắt tối sầm, cuối cùng không biết gì nữa. Khổ u, ăn chúng đi, đàn chủ lau vết máu trên tay, lạnh lùng thốt. Quỷ tướng khổ u trên không trung tham lam nhào vào thi thể hai gã đàn ông, lôi hồn phách họ ra, chưa chờ cho hai hồn phách đáng thương kịp phản ứng, nó đã ném họ vào miệng nuốt sống. Sau khi được bổ sung hồn phách của hai người đàn ông, vết thương của quỷ tướng khổ u lập tức đã khôi phục rất nhiều. May mà kế hoạch có biến, nếu không lần này ta tới khu Giang Nam đúng là mất cả chì lẫn chài, thiệt to rồi, đàn chủ lẩm bẩm. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đổi được linh quỷ từ trong tay, tống tiền bối, mà thôi, thế mà lại nảy lòng tham vì một phần tin tức lạ lùng khó hiểu. Kết quả là vì phần tin tức nực cười đó mà hắn tổn thất một tay thủ hạ đắc lực, bản thân thì trúng độc mà chẳng biết vì sao. Vất vả lắm mới tháo chạy được tới khu đường quang viện yên lặng liếm vết thương. Sau đó thuận lợi tìm được một tiệm thuốc gần đó, định điều phối thuốc giải. Nhưng hôm nay trong lúc tình cờ, hắn phát hiện ra trên mạng có người đang điều tra trong khu Giang Nam có tiệm thuốc nào bán 4 loại dược liệu giải độc. Việc này khiến hắn sởn cả da gà. Hắn hiểu ra rồi, 4 loại thuốc giải chính là cạm bẫy do tống tiền bối kia bày ra, để tìm kiếm kẻ sau màn chính là hắn đây. Khó trách tên cấp dưới chúng độc lại có thể trốn về tận khách sạn mà hắn đang ở, thì ra tất cả đều là cạm bẫy. Nghĩ đến đây, đàn chủ không chút do dự khăn gói quả mướp định chuồn đi. Mạng mình chưa đến nỗi tận, may mà phát hiện kịp đầu mối trên mạng Internet. Làm một quỷ tu tà đạo, hắn có thể sống đến bây giờ chính là nhờ tính tình cẩn thận, cho dù chỉ có một phần ngàn khả năng thì hắn cũng phải trốn cho nhanh chứ chẳng suy nghĩ gì thêm. Sau đó, trùng hợp là hắn lại lên đúng tuyến tàu điện ngầm số 5 này. Trùng hợp hơn, hắn phát hiện ra hai tên thủ hạ rác rưởi và quỷ tướng quý báu của mình đang bị một hòa thượng Tây đuổi theo đòi tịnh hóa. Đúng là quá may mắn, nếu mình lên sớm một chuyến hay muộn một chuyến thì đã mất đi một quỷ tướng quý giá rồi. May quá! Xem ra sau khi trải qua bao nhiêu thứ nhỏ, cuối cùng lão phu cũng đến lúc đổi vận rồi. Đàn chủ thầm nghĩ trong lòng. Chương 86, tất cả giạt ra, để cho anh ngầu. Đàn chủ đi tới bên cạnh hòa thượng Tây, vươn tay ra chụp một phát. Chỉ cần ăn hồn phách của tên hòa thượng Tây này thì khổ u có thể khôi phục lại từ trạng thái suy yếu rồi. Nói không chừng nhân họa mà được phúc, đàn chủ thầm nhủ trong lòng. Hòa thượng Tây này thực lực đã lên tới cảnh giới dược long môn đệ lục khiếu nhất phẩm, trên người lại có công đức khổng lồ, đối với quỷ vật mà nói thì hắn là vật đại bổ chẳng khác chi thịt đường tăng. Chỉ cần nuốt sống hồn phách của hòa thượng Tây này thì khổ u có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Tuyệt đối không thể để tên hòa thượng này chạy. Cho nên đàn chủ liều mạng mặc kệ kịch độc trong cơ thể ngấm sâu hơn, cũng muốn bắt lấy hòa thượng Tây. Bàn tay của đàn chủ lại chụp lên người hòa thượng Tây, trong trường chân khí sục sôi. Một trường này đánh xuống đủ để đào một cái lỗ xuyên qua người của hòa thượng Tây. Choeng! Thế mà khi trường của hắn chạm tới người hòa thượng Tây thì lại truyền tới tiếng vang như đánh vào kim loại. Áo cà sa của hòa thượng Tây phồng lên như một quả bóng cao su bảo vệ thân thể hắn. Bên ngoài áo cà sa hiện lên hàng trăm ngàn dòng kinh văn, phủ lên tấm áo bình thường một tầng ánh vàng chói lọi. Tấm áo cà sa nhìn có vẻ bình thường này thế mà lại là một pháp khí phòng ngự, có thể ngăn cản được một trường của đàn chủ kia. Khoảng không gian áo cà sa phồng lên kết hợp với trận pháp phòng ngự khác trên nó càng khiến sức mạnh trong trường của đàn chủ thêm suy yếu. Hòa thượng Tây không hề tổn thương mảy may. Tu sĩ cầu đạo trường sinh, ai cũng vô cùng quý trọng tính mạng của bản thân mình. Với người cầu trường sinh mà nói, phải sống mới có cơ hội trường sinh, chết rồi thì còn làm ăn gì nữa. Thân là một tu sĩ chính thống, trên người làm sao có thể thiếu pháp bảo phòng ngự cho được. Cho dù là dân ngoại quốc cũng không ngoại lệ. Áo cà sa trên người hòa thượng Tây không chỉ phòng ngự được mà còn có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ quanh người, hơn nữa giá lại không cao, vừa đẹp vừa tốt lại vừa rẻ. Cái duy nhất không được hoàn mỹ là thuộc tính phòng ngự của áo cà sa phải do hòa thượng Tây đích thân chủ động kích hoạt mới được. Lúc trước khi đàn chủ đánh lén, hòa thượng Tây không kịp chuẩn bị nên thuộc tính phòng ngự của áo cà sa mới không thể khởi động. Một trường ăn chắc 10 phần đánh ra lại không thu được hiệu quả như mong muốn, đàn chủ nhướng mày, giọng nói lạnh ngắt. Càng chạy càng chết. Vừa nói, hắn vừa biến trường thành chảo, một phát oán quỷ chảo chuyên phá khí công hộ thể và phòng ngự cường hóa chộp thẳng vào chiếc áo cà sa. Thế nhưng, cú chộp này của hắn lại rơi vào khoảng không. Hòa thượng Tây không hề nằm im chờ chết,
Sau khi bị đánh lén ngã xuống, hắn liền âm thầm dùng một viên đan dược chữa thương. Tới giờ đã đủ sức để chạy trốn rồi. Áo cà sa khởi động hình cầu phòng ngự, Hòa Thượng Tây vỗ hai tay lên mặt đất, thân thể bắn đi như một quả bóng cao su. Tuy rằng tư thế không đẹp nhưng tốc độ thì không thể chê vào đâu được. Cú chộp của đàn chủ chỉ bắt được tàn ảnh hắn lưu lại mà thôi. Đồng thời, cả người Hòa Thượng Tây lao đi chẳng khác nào một viên đạn, chỉ trong nháy mắt đã vọt xa ba toa tàu. Chỉ cần có toa nào mở cửa được là hắn có thể trốn thoát ra ngoài ngay. Ngày đen như chó mực, Hòa Thượng Tây lẩm bẩm. Đối phương là chân sư nhị phẩm có chân khí, nếu đối mặt giáp lá cả thì hắn ắt là chết chắc 10-10. 36 kế, chuồn là thượng sách, chỉ cần thoát khỏi độc thủ của quỷ thu tà đạo kia thì hắn có thể tìm một đám huynh đệ tới, báo mối thù một trưởng này. Bay vọt một hồi, Hòa Thượng Tây mau chóng bay trở lại toa tàu mà Tống Thư Hàng đang ở. Các hành khách đều kinh ngạc nhìn Hòa Thượng Tây, không hiểu vì sao vị cao tăng này tự nhiên lại quay về đây. Đã thế, sao lại phồng lên như quả bóng rồi? Bây giờ Hòa Thượng Tây làm gì có thời gian để mà lãng phí, hắn lăn một vòng tại chỗ rồi xoay người đứng lên, hai tay áo cà sa toát ra hai luồng xương trắng, tấm áo vốn đang căng phồng trở lại nguyên dạng. Sau đó hắn chạy tới cửa tàu, đập tay nắm cửa, ra sức xoay tròn mở ra. Không muốn chết thì mau chạy khỏi con tàu này đi. Cuối cùng, Hòa Thượng Tây hướng về phía hành khách trên tàu rồi hét to một tiếng. Hắn không có thời gian để giải thích, cũng không quan tâm việc người trên tàu có nghe lời mình nói hay không. Dù sao thì hắn cũng đã nói rồi, tin hay không tin là do hành khách quyết định. Tống Thư Hàng và gia đình bé Loli đứng ngay chỗ cửa tàu. Bé Loli lùi ra phía sau bố mình, nắm tay người mẹ trẻ tuổi. Người mẹ trẻ dùng thứ tiếng Trung lơ lớ hỏi. Chúng ta phải xuống tàu sao? Người đàn ông mặc sơ mi trắng nói. Phải xuống, giờ tàu. Lúc trước bọn họ tận mắt nhìn thấy Hòa Thượng Tây khu trừ ảo giác trên tàu nên đều tin rằng hắn là một cao tăng đắc đạo. Tuy hắn là người ngoại quốc nhưng điểm này không ảnh hưởng gì. Người đàn ông áo trắng ngẫm ra mình vẫn còn trẻ, chưa muốn chết, thế nên cứ nghe theo cao tăng kia mà xuống tàu thì hơn. Anh bạn trẻ này, cùng xuống tàu đi, hắn nói với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng lại khẽ lắc đầu mà nói. Muộn rồi. Người đàn ông mặc sơ mi trắng nghi ngờ nhìn hắn. Tống Thư Hàng nheo hai mắt, tay nắm chặt ba lá phù chú. Từ lúc Hòa Thượng Tây nắm tay nắm cửa tàu thì đã muộn mất rồi. Tống Thư Hàng trong trạng thái cảnh giác có thể cảm ứng được, chỉ vài giây sau khi Hòa Thượng Tây vọt vào toa này thì một luồng năng lượng tiêu cực của ma quỷ đã bám sát theo sau. Khi Hòa Thượng Tây cởi áo cà sa phòng ngự, chạy tới mở cửa tàu thì năng lượng của quỷ vật đã bao trùm cả toa tàu rồi. Mà ảo thuật của quỷ vật đã phủ kín cả tàu từ lúc nào không biết. Hòa Thượng Tây tự cho là mình đã mở được cửa tàu, thế nhưng thực tế là hắn vẫn nắm vòng treo trên tàu mà giật lắc, cửa chưa hề mở ra. Đứng bên cạnh tôi, đừng đi đâu cả, Tống Thư Hàng nói với gia đình người đàn ông mặc sơ mi trắng. Sau đó hắn lặng lẽ rút kiếm phù và giáp phù, đặt trong túi áo, chuẩn bị rút ra bất cứ lúc nào. Đang nói chuyện, chợt thấy một người đàn ông sắc mặt tái xanh chậm rãi bước vào toa tàu, cười lạnh mà nói. Ngươi trốn không thoát khỏi tay ta đâu, Đại Hòa Thượng. Sắc mặt Hòa Thượng Tây thay đổi kịch liệt, trong lòng hô to không ổn. Hắn thò tay ra ngoài cửa tàu đang mở, trong mắt hắn cửa đã mở rồi, bên ngoài là đường ray tàu chạy, thế nhưng thứ mà tay chạm đến lại là thành tàu lạnh ngắt. Tiêu rồi, chúng ảo ảnh. Vẫn còn muốn trốn sao? Đằng sau còn nhiều toa tàu lắm, ngươi tha hồ mà trốn, ta không sốt ruột đâu, đàn chủ cười lạnh, búng ngón tay vang tanh tách. Bốn con oán quỷ chui ra từ tay hắn, phá hủy toàn bộ camera trên tàu. Sau đó, quỷ tướng khổ u chui một nửa thân mình vào toa tàu. Tất cả ảo ảnh răng sẵn trong toa bùng nổ, bao phủ toàn bộ hành khách ở đó. Trong mắt các hành khách toát ra vẻ kinh hoàng, có một người ngã vật xuống đất ngất lịm. Xít, Hòa Thượng Tây chửi thề một tiếng, trốn không thoát rồi. Áo cà sa của hắn rung lên, một cây kim cang sử trượt xuống, dừng lại trong tay hắn. Liều mạng. Cho dù có chết, cũng phải bắt kẻ này ăn quả đắng. Hành khách ngã xuống hết người này đến người khác, người cha mặc sơ mi trắng, người mẹ trẻ tuổi và bé Loli đều kinh hoàng rơi vào choáng mê. Hành khách chịu đựng đủ loại tra tấn khủng khiếp của ảo ảnh, hóa thành những cảm xúc tiêu cực kinh hãi, tuyệt vọng. Cứ như vậy thì oán quỷ của đối phương có thể hấp thu thêm càng nhiều năng lượng tiêu cực và trở nên cường đại hơn, mà vết thương trên người Hòa Thượng Tây càng để lâu lại càng bất lợi. Một bên đang tiêu hao, một bên đang lớn mạnh,
nếu không liều một phen thì đến cả cơ hội liều mạng cũng không còn nữa. Hòa thượng Tây thở sâu một hơi, khí huyết trong bốn khiếu mắt, mũi, tai, miệng sục sôi hô ứng với khí huyết trong tâm khiếu. Hắn dùng khí huyết trong nội thể tạm thời ngăn chặn vết thương trên lưng, hai tay nắm chặt kim cang sử, bước lên phía trước một bước, mượn bước này tăng cường khí thế bản thân lên tới tột cùng. Hắn đã tính toán kỹ, sợ là mình chỉ còn sức lực đánh ra một hai đòn mà thôi. A, à, hòa thượng Tây nhảy vọt lên, hai tay giơ cao kim cang sử, nhắm thẳng đàn chủ, ra sức nện xuống. Đây chính là pháp môn nhất lực hàng thập tuệ. Ha ha, kẻ sắp chết dẫy dụa nhìn thật là ngon mắt, tuyệt lắm. Đàn chủ chẳng hề tránh né, quỷ tướng khổ u sau lưng hắn vươn hai tay thành hai vuốt quỷ khổng lồ, bảo vệ hắn cực kỳ kín kẽ. Kim cang sử của hòa thượng Tây nện lên vuốt quỷ, chỉ ma sát ra một tia lửa. Quỷ tướng khổ u đang trên đà khôi phục có thực lực nhị phẩm chân chính chứ không đùa. Đòn công của hòa thượng Tây căn bản chẳng hề gây ra thương tích cho khổ u, ngược lại hắn còn bị phản lực trên vuốt quỷ đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào vách tàu, khiến cho vết thương trên lưng càng nặng. Chỉ cần ăn ngươi, khổ u nhất định có thể đột phá cảnh giới hiện tại. Lão phu quả nhiên đã đến lúc đổi vận rồi. Đàn chủ cười gằn. Nhảm nhí, hòa thượng Tây cắn răng, trong lòng lại không khỏi trào lên nỗi tuyệt vọng. Hắn nhìn khắp toa tàu, hành khách gần như đã ngã gục hết, chỉ còn một thiếu niên vẻ ngoài thanh tú vẫn còn đứng đó. Thiếu niên ấy sắc mặt bình tĩnh, trên người toát lên khí chất siêu phàm thoát tục. Một lát sau, thiếu niên đột nhiên mỉm cười, sau đó lấy một chiếc dây chuyền trên cổ, tay nhẹ nhàng bắn ra. Keng! Tiếng vang trong trẻo phát ra từ mặt dây chuyền. Chương 87, đường sống. Bổn tọa cho ngươi một cái đây. Trong toa tàu tĩnh mịch, tiếng vang trong trẻo ấy vang lên đột ngột khiến cho người ta chẳng thể bỏ qua. Đàn chủ sắc mặt tái xanh liếc thiếu niên bằng nửa con mắt, sau đó, ánh mắt hắn dính chặt lấy chiếc dây chuyền, rồi há hốc miệng rộng mà đờ ra đó. Xin lỗi vì đã quấy rầy hai vị, thiếu niên nhoẻn miệng, nhìn về phía đàn chủ, như cười như không, ta có cần phải tự giới thiệu không? Thế rồi, thiếu niên thản nhiên nói tiếp. Ta tên là Tống Thư Hàng. Chỉ là một cái tên con trai nhã nhặn không có gì đặc biệt. Hòa thượng Tây không rõ thiếu niên thần bí tự giới thiệu để làm gì. Thế nhưng lúc này, hắn lại thấy sắc mặt của đàn chủ cường đại thay đổi rõ rệt. Sắc mặt kia, hoảng sợ như thấy tận thế giáng xuống đầu vậy. Có hy vọng, hòa thượng Tây nghĩ thầm trong lòng. Tống Thư Hàng thấy thế thì hạ mắt xuống, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong càng thêm rõ nét. Sau đó một lá bùa chú trượt xuống tay hắn. Hắn nắm lấy. Miệng khẽ quát. Phá. Là phá tà phù. Một luồng linh lực cuồng bạo không gì địch nổi từ trong lá bùa phóng xuất ra. Đây là thứ linh lực cường đại mà đàn chủ và hòa thượng Tây đều không dám tưởng tượng tới. Nó như một cơn lốc sầm sập quét qua cả toa tàu. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ năng lượng tiêu cực của quỷ vật đều bị quét sạch. Mấy tiểu quỷ mà đàn chủ thả ra để phá hủy camera lúc trước không kịp rên một tiếng, đã bị linh lực khủng khiếp đánh tan xác pháo, trở thành những hạt không khí tiêu tán trong không trung. Ngay cả quỷ tướng khổ u đằng sau đàn chủ cũng không may mắn thoát nạn, nửa thân thể nó chen vào khoang tàu để bảo vệ đàn chủ trực tiếp bị linh lực bùng nổ đánh nát. Á, quỷ tướng khổ u phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi nhanh chóng tháo chạy khỏi toa tàu. Thế nhưng, chạy trốn cũng vô dụng. Linh lực của phá tà phù quyết giết không tha, theo sát quỷ tướng, đuổi nó chạy tuốt hai toa tàu mới chịu dừng. Đến khi sức mạnh của phá tà phù tan hết, quỷ tướng khổ u chỉ còn lại một phần mười xác quỷ, yếu ớt kiệt quệ, co rúm trên tàu, không nhúc nhích được. Hết thảy chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ngay sau đó không gian trước mắt hòa thượng Tây sáng ngời lên, năng lượng tiêu cực của ma quỷ bao phủ toa tàu bị khu trừ sạch sẽ, cả tàu sáng sủa trở lại. Sắc mặt của những hành khách rơi vào ảo giác đều trở nên bình tĩnh, không còn run rẩy hoảng sợ như trước, chỉ là vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Trong ánh mắt của hòa thượng Tây lộ vẻ mừng rỡ như điên. Nếu phải minh họa bằng một câu danh ngôn hoa hạ thì chính là, sơn cùng thủy tận ngờ không lối, liễu thắm hoa xanh lại có làng. Đàn chủ sắc mặt như cho tàn liên tiếp thoái lui. Hắn vốn là quỷ tu tà đạo, chân khí trong cơ thể đều là hàn hệ thiên âm. Tuy không bị phá tà phù coi là quỷ vật mà tịnh hóa. Thế nhưng cũng vẫn bị cơn lốc linh lực nhét đầy hành đầy mồm. Cộng thêm kịch độc còn trong cơ thể quả là khiến hắn khổ không tả xiết. Điều càng xui xẻo hơn là, vị tống tiền bối này. Sao lại ở đây? Đàn chủ cảm thấy hai chân mềm nhũn run rẩy, đứng cũng không đứng vững. Dựa theo manh mối từ bốn loại dược liệu giải độc,
chẳng phải vị tiền bối này nên đến tiệm thuốc Viên Long trước hay sao? Sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ, đây cũng là một phần trong cạm bẫy của đối phương ư? Tất cả mọi việc đều nhằm mục đích vây chết mình trong toa tàu nhỏ hẹp này ư? Thì ra mình hoàn toàn không có thời cơ đổi vận gì hết, thì ra vận may lúc nãy chỉ là hồi quang phản chiếu của một kẻ mắc bệnh nan y sắp chết mà thôi. Đùa nhau à? Nét cười trên khóe miệng Tống Thư Hàng càng lúc càng sâu. Bây giờ hắn đã có thể xác định được thân phận thực sự của quỷ tu trước mắt này rồi. Nhìn thấy dây chuyền linh quỷ không kinh hỉ mà lại ngẩn người, nghe tên Tống Thư Hàng mà kinh hoàng thất sắc, sau khi hắn thi triển phá tà phù, đối phương lại tái mét mặt mày, chỉ hận không thể chuồn cho mau, hơn nữa trên người còn có mùi thuốc đặc thù. Là đàn chủ, không còn nghi ngờ gì nữa. Không ngờ đối phương lại rời khỏi tiệm thuốc Viên Long để lên chuyến tàu điện ngầm này, hiểm thật, suýt nữa thì bỏ lỡ mất rồi. May mà hôm nay gặp cô bé dễ thương kia, mình bộc phát thuộc tính người tốt, bế cô bé ngồi thêm ba trạm tàu. Bằng không dẫu có tới tiệm thuốc Viên Long cũng chẳng thể tìm được dấu vết gì của đàn chủ. Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Ai nói ở hiền không gặp lành. Đôi khi người tốt sẽ gặp may đó. Tuy rằng việc đụng độ với đàn chủ ở ngay đây không theo kế hoạch của hắn. Thế nhưng biến hóa kiểu này, hắn thích. Vậy hiện tại phải làm thế nào đây? Lợi dụng hết thảy những gì đang có trong tay, ba loại phù bảo, phi kiếm ẩn hình, và thân phận Tống tiền bối. Bây giờ việc hắn cần làm chính là giữ vững khí thế áp bức. Hắn phải duy trì hình tượng tiền bối đại cao thủ của mình, khi cần thiết phải lớn giọng, càng lớn càng tốt, tóm lại nhất định phải dọa sợ đối phương. Bằng không nhất định đàn chủ kia sẽ nhìn thấu, chỉ trong nháy mắt là làm gỏi mình rồi. Nói tóm lại, bây giờ là lúc để giả vờ nguy hiểm. Hơn nữa còn phải giả vờ cho thông minh, bởi vì một khi giả không giống thật thì hậu quả khôn lường. Nội tâm suy nghĩ rất nhiều nhưng trên mặt Tống Thư Hàng vẫn duy trì biểu cảm như giếng cổ không gợn sóng, hắn thản nhiên nói. Được rồi, không có những vật dơ bẩn kia, chúng ta có thể tán gẫu đàng hoàng rồi. Bộ dạng lạnh nhạt này sẽ khiến cho đối phương có cảm giác việc hắn xua tan toàn bộ quỷ vật trong toa tàu chỉ dễ dàng như thở một hơi mà thôi. Tán gẫu đàng hoàng, tán chuyện ta phải chết kiểu gì chắc. Đàn chủ chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà thôi, chuồn. Không thể không nói. Đôi khi ấn tượng đầu tiên đối với con người là vô cùng quan trọng. Đàn chủ nhận định Tống Thư Hàng là một cao nhân tiền bối, chẳng chút hoài nghi. Là một quỷ tu cẩn thận nhát gan, hắn nghiên cứu cực sâu các phương pháp thoát mạng. Trên đời này chỉ có cách trốn chạy mà người ta không nghĩ đến, chứ chẳng có cách nào mà hắn không làm được. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Nhưng mà ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, hắn đã thấy thiếu niên đối diện rút ra một vật vô hình. Đó là thứ mà mắt thường của hắn không thể nhìn thấy, thế nhưng, lại khiến hắn cảm nhận được một loại hơi thở sắc bén nguy hiểm. Nhiều năm về trước, một vị tu sĩ cường đại đã bắt hắn phải trải nghiệm cảm giác này, đó là phi kiếm. Câu lấy đầu người ngoài ngàn dặm dễ dàng như lấy đồ trong túi chính là dùng để miêu tả phi kiếm, vũ khí có tốc độ nhanh đến mức không gì có thể sánh bằng. Còn nhớ năm đó hắn mới có tu vi nhất phẩm, may mắn được đi theo vài tu sĩ tiền bối đi tìm một di tích thần tiên cổ xưa. Đương khi đó, hắn căng thẳng đến mức mót tiểu, bèn tìm cơ hội chui góc tường xả một hơi. Chính vào lúc này, vị tu sĩ tiền bối có phi kiếm kia đột nhiên rút kiếm, kiếm bay ngàn dặm, chém đầu quân địch quay về đến nơi mà đàn chủ vẫn chưa giải quyết hết nỗi buồn. Khi đối mặt bảo vật bậc này, hắn căn bản không có chỗ nào để trốn. Bước chân đang âm thầm lui về phía sau của đàn chủ khựng lại. Quả nhiên đúng như suy đoán của mình, tuy là mắt thường không nhìn thấy. Thế nhưng khi cầm phi kiếm và có ý định triển lộ phi kiếm, với kẻ địch thì tu sĩ nhị phẩm trở lên sẽ cảm ứng được. Tống Thư Hàng thở phào trong lòng. Vừa rồi khi nhìn ra đàn chủ có ý định chạy trốn, Tống Thư Hàng liền nghĩ đến việc dùng phi kiếm dọa đối phương. Tuyệt đối không thể để đàn chủ trốn thoát, nếu không giữa biển người mênh mông này biết tìm hắn thế nào đây. Đồng thời trong tay hắn còn âm thầm cầm một lá kiếm phù, một khi đàn chủ liều chết trốn chạy thì kiếm phù sẽ lập tức chém xuống. Nhưng đây chỉ là hạ sách mà thôi, Tống Thư Hàng không thể xác định được một lá kiếm phù có đủ để xử lý đàn chủ hay không. May mà đàn chủ bị khí tức của phi kiếm dọa sợ. Tống Thư Hàng nở một nụ cười bí hiểm. Ha ha, muốn chạy sao? Người nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi bàn tay của bổn tọa hay sao? Nghe ngượng quá, khi tự xưng hai chữ bổn tọa da gà da vịt của Tống Thư Hàng nổi hết cả lên. Tống tiền bối,
vãn bối có mắt như mù, quấy rầy đến ngài. Xin tiền bối, cho vãn bối một con đường sống, đàn chủ không còn đường lui, chỉ đành xót xa xin giữ mạng. Không thể trốn thoát, đàn chủ nghĩ thế. Con đường sống này chỉ sợ phải đổi bằng một cái giá vô cùng lớn, hơn nữa không biết có còn đường sống để đi không. Đường sống, ha ha ha, Tống Thư Hàng cười vang, vừa cười vừa điên cuồng suy nghĩ, kế hoạch liên tiếp nảy ra trong đầu. Bổn tọa cho ngươi còn ít cơ hội sao? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Đàn chủ hối hận xanh ruột, đúng là hắn tưởng lầm tiền bối là phàm nhân, tâm linh bị ý niệm tham lam bịt kín nên đã thử tiền bối hết lần này đến lần khác. Xong, bổn tọa có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Tống Thư Hàng dựng phi kiếm, phong phạm cao thủ tỏa ra từ trong xương tủy. Hắn nhìn xuống đàn chủ, lạnh lùng nói, miễn cho việc này lan truyền ra ngoài, người đời lại nói bổn tọa ức hiếp hậu bối nhỏ yếu thì mặt mũi biết để đằng nào. Trước mắt mình chỉ là một con kiến, chỉ là một con kiến, một con kiến. Tống Thư Hàng nhìn xuống đàn chủ, ánh mắt không mang mảy may tình cảm. Chương 88, đáng tiếc, bổn tọa không cần. Kính mong tiền bối chỉ ra một đường sống, đàn chủ kiên trì hỏi. Đón được một đòn tấn công của bổn tọa, đương nhiên, bổn tọa sẽ không dùng hết sức mạnh. Chỉ cần ngươi còn sống trước đòn tấn công của bổn tọa sẽ chừa cho ngươi một con đường sống, Tống Thư Hàng giơ một ngón tay ra rồi nói. Cảm giác xấu hổ, khi đạt tới điểm giới hạn, sẽ hoàn toàn tan nát cùng với tam quan. Từ khi mở miệng xưng, bổn tọa, một hồi lâu, Tống Thư Hàng chẳng còn thấy ngượng nữa, nói cũng thuận miệng. Sắc mặt đàn chủ từ tái nhợt chuyển sang xa sầm, một đòn của vị tiền bối bí hiểm này, dù cho không dốc toàn lực, nhưng chỉ cần rút phi kiếm ra là có thể quét bay nửa cái mạng của hắn rồi. Nhưng hắn không có sự lựa chọn nào khác. Hứng chịu một đòn tấn công, có thể sẽ chết, nhưng chí ít còn có một tia hy vọng. Nếu không đồng ý với điều kiện này, thì chỉ cần tiền bối rút phi kiếm, là nhoáng một cái đã chém cho hắn đầu lìa khỏi cổ. Hơn nữa, hắn còn có con bài chưa lật. Làm một quỷ tu tà đạo, hắn cũng có pháp môn quỷ dị giúp bảo vệ mạng sống, có thể dùng một lần, chết, làm cái giá để hứng chịu một đòn tấn công của đối phương. Nghĩ đến đây, đàn chủ cắn răng bảo. Lời của tiền bối là thật sao? Ở thế giới tu sĩ, bổn tọa là người có máu mặt, sao có thể gạt hạng tiểu bối như ngươi? Tống Thư Hàng lạnh lùng đáp, hắn tiếp tục dùng ánh nhìn khinh bỉ như nhìn một con kiến để nhìn đàn chủ. Câu, là người có máu mặt, Tống Thư Hàng đâu có nói sai. Bởi chỉ cần là người bình thường, không biến dị, thì đều có máu có mặt. Chẳng nhẽ các người không có máu, không có mặt sao? Kính mong tiền bối giơ cao đánh khẽ, đàn chủ cười khổ, nụ cười khổ của hắn khiến người ta cảm thấy dù cho chỉ nhìn từ xa thôi, cũng thấy đắng cay vô cùng. Trong cơ thể của đàn chủ có một quỷ vật tinh thuần ngấm ngầm bò ra, lặng lẽ phủ quanh cơ thể của hắn. Quỷ vật tinh thần là loại quỷ hồn không có oán khí, nên không sợ những pháp thuật trừ tà bình thường. Đương nhiên, để tạo ra quỷ vật tinh thuần là một điều rất khó, bởi quỷ vật thường sinh ra từ oán hận. Quỷ vật tinh thuần phải là một kẻ vô cùng tốt, vô cùng thiện lương, tốt đến tận bản chất, kẻ này chết do oan khuất, nhưng vì tốt quá, nên chẳng thèm để ý tới sự oan khuất ấy. Nhưng kẻ như vậy sẽ có xác suất biến thành quỷ hồn tinh thuần. Nhận lấy một kiếm của bổn tọa, Tống Thư Hàng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, ngón tay vung một cái, một lá bùa xuất hiện giữa những ngón tay của hắn. Ấy chính là kiếm phù mà thất sinh phù chủ tặng cho hắn. Loại phù này được dùng khi tấn công, khi dùng, chỉ cần kích hoạt bảo phù, hô một chữ kiếm, là được. Khi thi triển, nó có thể hóa thành một kiếm khí có sức mạnh của cảnh giới chiến vương tam phẩm hậu thiên. Nếu là tu sĩ chân sư nhị phẩm, không có phương pháp phòng ngự đặc biệt nào, thì một kiếm này đủ để mất nửa cái mạng. Thấy bảo phù ấy, đàn chủ không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thân là một tán tu nhỏ nhoi sống khổ sống sở, hắn ghét nhất mấy đứa giàu có cầm phù chú để đánh người. Đứng vững đi, tiểu bối. Cầu nguyện vận may của mình đi, Tống Thư Hàng cầm bảo phù, khí thế cuồn cuộn, lòng không khỏi hưng phấn, kiếm. Lúc ấy, tựa như có một bóng dáng mờ ảo xuất hiện sau lưng Thư Hàng. Bóng dáng ấy giơ kiếm, chém thẳng về phía đàn chủ. Luồng kiếm quang sáng chói lao ra từ kiếm phù, luồng sáng ấy vừa xuất hiện. Mọi thứ trong xe như tan biến, như thể thế giới này chỉ tồn tại duy nhất luồng kiếm quang ấy. Luồng kiếm quang ấy, chính là một kiếm pháp tuyệt diệu. Trong nháy mắt, người bị kiếm quang ghim chặt như đàn chủ chợt thấy cơ thể mình như bị giam cầm, không tài nào nhúc nhích nổi. Đến việc tránh né cũng chỉ là hy vọng mong manh, hắn đành ngơ ngác đứng đó, trơ mắt nhìn luồng kiếm quang chém vào người.
nhục nhã, hận, sợ hãi. Trong lòng đàn chủ dậy lên bao cảm xúc phức tạp, không thể nói rõ thành lời. Kiếm quang xẹt vào cơ thể, chỉ vang lên một tiếng, xoẹt, rất khẽ. Cơ thể đàn chủ bị cắt ngọt thành hai nửa như miếng đậu phụ, rồi đổ rầm xuống. Miệng vết thương không rỉ ra chút máu nào. Ông sư Tây hít sâu một hơi đầy kinh ngạc, thế là xong rồi sao? Một tu sĩ chân sư nhị phẩm mạnh nhường vậy, mà cứ thế là chết sao? Bầu không khí trong xe chợt trở nên tĩnh mịch. Tống Thư Hàng không buông lơi lòng cảnh giác, tay trái hắn cầm, giáp phù, tay phải cầm hai lá, kiếm phù, nhìn chằm chằm vào thi thể của đàn chủ. Kẻ này là tu sĩ hoạt động ở chùa Quỷ Đăng từ năm, 60 năm trước, chỉ cần đời sống không quá thê thảm, thì chí ít cũng sẽ có một hai thứ đồ giúp bảo vệ tính mạng. Nghĩ đến đây, Tống Thư Hàng sầm mặt, trầm giọng nói. Coi như là cũng có chút tài năng, đã đón được một kiếm này của bổn tọa cho ngươi một con đường sống, mau cút cho khuất mắt ta. Nhớ kỹ, đừng để bổn tọa nhìn thấy ngươi lần nữa. Vĩnh viễn không được xuất hiện nữa. Tống Thư Hàng quá thành tạo cái kỹ năng giả vờ giả vịt này rồi. Hòa thượng Tây sững sờ, nhát kiếm kia đáng sợ như vậy mà quỷ tu nhị phẩm này còn sống sao? Sao có thể chứ, nhát kiếm ấy đáng sợ thế cơ mà. Nhưng, Tống Thư Hàng vừa nói ra lời ấy, thi thể bị chém thành hai nửa kia liền từ từ biến thành khói đen rồi bay đi. Rồi, đàn chủ mang sắc mặt trắng bệch và nghiêm trọng xuất hiện, trên trán có một vết kiếm rất sâu. Vào thời khắc hiểm nguy, dù hắn đã kịp dùng thủ đoạn giúp giữ lại tính mạng, nhưng nhát kiếm kia quá mạnh, nó vẫn dễ dàng để lại một vết thương sâu hóm trên người hắn. Kiếm khí còn sót lại ở miệng vết thương, nó khiến hắn vô cùng đau đớn. Tạ ơn tiền bối đã không giết, đàn chủ cố nén cơn đau, cất giọng nói, vãn bối xin đi ngay bây giờ. Nếu đã bị tiền bối phát hiện chuyện mình không chết, thì ở lại cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nhìn qua thì đối phương đúng là nhất ngôn cửu đỉnh. Đồng ý thả cho hắn một con đường sống. Nếu không tránh đi, lỡ đâu lại chọc giận vị tiền bối này, khiến ngài có cớ tung một kiếm nữa thì hắn chỉ có toi đời. Nói xong, quỷ tướng trọng thương sau lưng đàn chủ nhẹ nhàng bay tới, còn xách theo một cái vali đen. Trong vali này chứa những tài sản vô cùng quan trọng với đàn chủ. Có nhiều thứ quá quý giá, hắn không dám để ở quảng trường La Tín, vậy nên, hắn cất hết vào vali này để có thể xách theo bất cứ lúc nào. Thế mà còn sống thật, gã hòa thượng Tây thật không tài nào tin nổi. Nhìn gương mặt trắng bệch của đàn chủ, Tống Thư Hàng thoáng thở dài. Gã này, đúng là còn sống thật. Để giữ lấy mạng sống, gã cũng liều thật. Tiếc cho hắn, nếu mình là một tiền bối nhất ngôn cửu đỉnh, và xem trọng mặt mũi, thì chắc cũng chừa cho hắn một con đường sống thật. Nhưng, bổn tọa không cần mặt mũi nha, thứ bổn tọa muốn, là giết chết ngươi. Không giết được ngươi, bổn tọa ăn không ngon. Ngủ không yên, cuộc sống sau này không được yên ổn. Vậy nên, khi đàn chủ vừa nhấc vali lên, khốn khó xoay người lại định rời đi, thì Tống Thư Hàng liền tiếp tục ra tay. Kiếm, kiếm, hắn kích hoạt cả tay lá kiếm phù đang cầm trên tay. Ai mà biết đàn chủ còn có bí quyết giữ mạng nào không, thế nên tốt nhất là để hai lá kiếm phù cũng xông ên. Nếu không phải một người chỉ có hai tay, chỉ có thể dùng tối đa hai lá kiếm phù. Thì Tống Thư Hàng hận không thể tung hết số kiếm phù mình đang có ra. Kiếm quang sáng chói được kích hoạt một lần nữa, hai luồng kiếm qua cùng chạm xuống đàn chủ. Trước lúc xoay mình rời đi, đàn chủ cũng giữ cảnh giác rồi, nhưng chẳng hề có tác dụng. Hai luồng kiếm quang quá nhanh, hơn nữa, khi đã bắt được mục tiêu thì còn có khả năng giam cầm hắn. Sau khi kiếm quang tan mất, cơ thể đàn chủ bị cắt thành bốn miếng, rơi rầm rầm xuống đất. Nhưng lần này, hắn chẳng còn thủ đoạn này để giữ mạng sống nữa, chết chắc rồi. Cơ thể của tu sĩ nhị phẩm vô cùng mạnh mẽ, dù bị cắt thành miếng, đàn chủ vẫn chưa chết hẳn. Đầu hắn nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng, trong lòng muốn tuôn ra cả ngàn câu chửi, nhưng cuối cùng chỉ có thể dặn ra được hai chữ đầu oán hận. Vô, sỉ. Dù đã biết kẻ này tinh thông độc dược thì hẳn tính cách cũng thất thường lắm, nhưng vô sỉ tới mức này thì không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, người thích nói thế nào cũng được. Tống Thư Hàng nhanh chóng rút ra một lá bảo phù, ấy chính là phá tà phù. Đàn chủ đã bị hạ gục, nhưng con oán quỷ kia vẫn còn sống. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, để tránh hậu hoạn về sau. Nếu Tống Thư Hàng chỉ có một thân một mình, thì chẳng cần sợ hậu hoạn nào. Nhưng tiếc rằng, hắn không chỉ có một thân một mình. Phá, linh lực của phá tà phù dậy lên cơn lốc, cuốn về hai bên của xe. Rít, quỷ tướng khổ u ré lên một tiếng thảm thiết. Khổ u bị suy kiệt đến tận cùng,
chưa kịp chạy trốn đã bị linh lực của phá tả phù tinh lọc. Rầm, chiếc vali màu đen rơi xuống sàn. Mà cơ thể bị cắt bốn của đàn chủ đang hấp hối cũng bị linh lực của phá tả phù tinh lọc, khiến hắn chẳng thể tung đòn phản kích trước khi chết hắn. Vừa nghĩ đến cảnh mình sắp chết, tâm trí đàn chủ trống rỗng, miệng thì thào đứt quãng. Chương 89, Hòa Thượng Tây đang phát sáng. Ha ha, ta cần mặt mũi để làm gì? Mặt mũi cũng có ăn được đâu, còn nữa. Tống Thư Hàng chỉ vào miệng của mình, ở góc độ vị Hòa Thượng Tây kia không nhìn thấy, dùng khẩu hình vô thanh nói với đàn chủ. Ta không phải tiền bối, ta chỉ là một học sinh bình thường. Những thứ thuộc hạ của ngươi tra được đều đúng cả đấy. Tống Thư Hàng vẫn cho rằng lừa dối người khác là hành vi không đúng. Nhưng con người sống trên đời này, khó tránh khỏi có lúc phải nói dối cho qua, ví như mấy lời nói dối thiện ý ấy, đây cũng là việc không thể nào tránh khỏi. Bất quá Thư Hàng lại nghĩ, dù là mấy lời nói dối thiện ý thì đến khi có thể thẳng thắn thì tốt nhất là cứ nói rõ cho người ta biết. Làm người ấy mà, phải đối xử chân thành thẳng thắn với nhau, đây là niềm tin căn bản nhất giữa người với người. Phụt! Toàn thân của đàn chủ run rẩy, tức tới mức phun ra một búng máu tươi. Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi. Ta sẽ biến thành lịch quỷ, vĩnh viễn tìm ngươi đòi mạng. Đàn chủ hồi quang phản chiếu nên giống lên thật to. Giống xong thì hắn ta cũng tắt thở. Đàn chủ, tèo rồi. Lần này chắc là chết thật rồi. Tống Thư Hàng đứng ở bên cạnh đợi một lúc, sau khi cảm giác đã không còn nguy hiểm gì nữa thì mới cầm lấy giáp phù đi tới bên cạnh đàn chủ. Lần này đàn chủ đã chết thật rồi, không còn khả năng sống lại nữa. Nhưng vì để cho chắc ăn, nên Tống Thư Hàng vẫn cầm thanh phi kiếm màu đen kia chém bay đầu đàn chủ. Giang Tử Yên đã từng nhắc nhở hắn, tu sĩ có rất nhiều thủ pháp để bảo toàn tính mạng, cho nên phải xác nhận xem đối phương đã chết hay chưa, sau đó tốt nhất là hủy thi diệt tích luôn. Nếu như đối phương là tu sĩ nhị phẩm thì chém đầu là được rồi. Kiếm xuất vô ngân, máu rơi không dính. Tống Thư Hàng thầm thở dài một hơi, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi thôi mà hắn đã chém đầu hai người rồi. Mà lần này, hắn không dùng tới chân ngã minh tưởng kinh, chỉ dựa vào ý chí của bản thân để giữ được sự trấn định của mình. Hắn không thể nào cứ mãi ỷ lại vào chân ngã minh tưởng kinh được, con đường tu sĩ ngày sau hãy còn dài, có một số việc hắn nhất định phải khiến bản thân mình tập làm quen. Nếu như cứ mãi ỷ lại vào ngoại vật thì sẽ khiến hắn trở nên hèn yếu. Mà những kẻ hèn yếu, tâm trí không vững vàng thì không đi được bao xa trên con đường tu sĩ này. Đàn chủ là tên tu sĩ thứ hai chết trong tay Thư Hàng, giống hệt với gã đàn ông tay dài lúc trước, tuy rằng hắn chết, nhưng tinh thần của hắn vẫn sống một thời gian thật lâu trong ký ức của Tống Thư Hàng. Tuy là không thể tồn tại vĩnh viễn. Chuyện về linh quỷ lẫn đàn chủ tạm thời dừng lại ở đây. Trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không còn ai nhăm nhe tới linh quỷ của hắn nữa. Đàn chủ chết rồi thì tổ chức của hắn sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn như rắn mất đầu. Điều này cũng đủ để khiến bọn họ quay cuồng một khoảng thời gian thật lâu, tạm thời không làm nên sóng gió gì. Ngoài ra, những người biết rõ đàn chủ đến khu đại học Giang Nam, và những chuyện liên quan đến Tống Thư Hàng lẫn linh quỷ thì chỉ có đàn chủ, gã đàn ông tay dài và tên thích khách đã lẻn vào trong gian phòng của Tống Thư Hàng. Ba người bọn họ đều đã chết hết cả rồi, cho nên trong số lũ thuộc hạ của đàn chủ không ai biết rõ mối quan hệ giữa Tống Thư Hàng và đàn chủ. Cho dù bọn họ có muốn báo thù cho đàn chủ thì trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà làm được. Mà chỉ cần qua ít lâu nữa thôi, những tên thuộc hạ đó cũng không phải mối uy hiếp gì với Tống Thư Hàng nữa. Đến lúc đó, cho dù những tên thuộc hạ kia không tìm tới Tống Thư Hàng thì Thư Hàng cũng sẽ tìm tới tận cửa. Hắn còn đang thiếu đối tượng thực chiến, những kẻ trong tổ chức này tương lai sẽ trở thành đối tượng thực chiến không tệ của Tống Thư Hàng. Hơn nữa, vừa được luyện tập thực chiến, lại có thể tiêu diệt kẻ thù. Nói không chừng còn có thể kiếm được chút chiến lợi phẩm, một công ba việc luôn. Thiện ác sau cùng đều có báo. Tống Thư Hàng khẽ nói, hắn lấy hóa thi thủy ra rót lên thi thể của đàn chủ. Cái mùi gai mũi sộc đến, quần áo trên người đàn chủ bị hòa tan sạch sẽ. Nhưng thân thể của hắn lại không bị hóa thi dịch hòa tan. Thứ này chỉ có thể hòa tan thân thể của tu sĩ nhất phẩm thôi à. Uổng công mình còn tưởng nó là bảo bối gì ngon nghẻ lắm. Sẽ phiền lắm đây. Để lại một cái xác bị chặt đầu thế này. Dù camera đều đã bị phá hủy cả rồi, nhưng cái xác này cũng sẽ khiến cảnh sát vào cuộc. Tống Thư Hàng có chút đau đầu. Lúc này, Hòa Thượng Tây kia đột nhiên lên tiếng. Tiền bối đang đau đầu về vấn đề xử lý thi thể của kẻ này à?
ngươi có thể xử lý được à? Tống Thư Hàng quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, tiếp tục giữ gìn phong phạm cao nhân của mình. Hòa Thượng Tây giơ ngón tay cái lên rồi nói. Xin tiền bối cứ yên tâm giao việc này lại cho ta giải quyết, ta có thể làm được. Nếu ngươi đã nói vậy thì làm phiền ngươi rồi, ta sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này của ngươi. Tống Thư Hàng vô cùng vui mừng nhẹ nhõm. Tiền bối chớ có nói vậy, mạng của ta là do tiền bối đã cứu, chút việc nhỏ ấy có đáng gì đâu. Trên mặt Hòa Thượng Tây đầy vẻ tự tin, giống như việc giải quyết thi thể và mấy việc xảy ra trên đường sắt ngầm chỉ là việc còn con chẳng đáng kể. Bộ dạng tự tin lắm lắm của hắn khiến cho Tống Thư Hàng chợt nhớ đến mấy thứ như Hoa Hạ Long Tổ, Đội Dị Năng Hoa Hạ, Liêm Minh Tu Chân Giả Hoa Hạ Ngầu Lòi thường xuất hiện trong mấy bộ tiểu thuyết trên mạng. Hay là Hòa Thượng Tây này cũng là một thành viên trong tổ chức nào hao hao thế nhỉ? Có lẽ trên người hắn sẽ có một quyển sách màu đỏ thần bí nào đó, đến lúc đó dù cho mấy chú cảnh sát có chạy đến, Hòa Thượng Tây này chỉ cần móc quyển sổ kia ra là có thể dẹp gọn hết thảy phiền toái ở nơi này. Trong lòng Tống Thư Hàng nghĩ như thế, sau đó liền bước lên mấy bước, nhấc cái dương nhỏ màu đen của đàn chủ lên. Trực giác nói cho hắn biết, bên trong cái dương này sẽ có bảo bối gì đó. Nhắc tới cái dương này, hắn liền trở lại ngồi xuống bên cạnh gia đình của bé gái kia. Tính toán thời gian thì chắc hàng khách cũng sắp tỉnh lại hết rồi ấy nhỉ. Chấm. Lúc này, Hòa Thượng Tây đi tới bên cạnh đàn chủ, khép hai tay lại. Chúng sinh độ tấn, phương chứng bồ đề, địa ngục vị không, thể bất thành Phật. Lời thề lớn này ẩn chứa chí nguyện của Phật Tông, Hòa Thượng Tây dường như rất để tâm đến lời thề này. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng bên cạnh thi thể của đàn chủ, trong miệng bắt đầu niệm Địa Tàng Độ Hồn Kinh. Theo thanh âm tụng niệm của hắn, ánh sáng công đức chói lòa lại bao quanh hắn lần nữa. Tòa tàu phía trước và bên cạnh thi thể của đàn chủ ẩn ẩn có thể nhìn thấy vài linh hồn bị Hòa Thượng Tây độ hóa. Sau khi linh hồn bị độ hóa thì trong đất trời có một cổ năng lượng thần bí bị chia ra làm ba, đáp xuống trên người của Hòa Thượng Tây. Một lúc sau, ánh sáng công đức của Hòa Thượng Tây trở nên kiên cố hơn, cỗ tinh thần lực khổng lồ kia được mở rộng hơn, thân thể của hắn cũng được cường hóa. Tống Thư Hàng mở to hai mắt, siêu độ linh hồn mà cũng có công hiệu thế này à? Vừa cường hóa được thân thể, tinh thần lực lẫn công đức. Tuy rằng không bằng dùng thối thể dịch và tu luyện quyền pháp căn bản. Nhưng tốt hơn gấp trăm lần so với tập chạy bộ, tập thể hình bình thường. Nhớ kỹ rồi, đợi lúc quay về lại đi hỏi dược sư tiền bối xem sao, thử xem tu sĩ đạo tông có cách nào độ linh hồn, giúp tăng cường tinh thần lực và thân thể hay không. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Đồng thời hắn cũng hiểu phần nào, vì sao ngày xưa lại có nhiều cao tăng như thế. Bọn họ làm pháp sự siêu độ vong linh, không lấy một xu nào, lại còn chủ động đi đến các nơi tìm linh hồn để độ hóa. Ai không cho họ siêu độ linh hồn thì bọn họ còn hung hăng với người ta. Chắc là những vị cao tăng kia cũng giống với Hòa Thượng Tây này, đều là đệ tử Phật Tông chân chính cả. Trong lúc đang suy nghĩ thì hành khách trong xe cũng lục tục tỉnh lại. Tất cả mọi người đều nhớ rõ mình đã có một cơn ác mộng rất đáng sợ, nhưng nửa sau của cơn ác mộng kia lại biến thành khá êm dịu. Xảy ra chuyện gì thế này? Hình như tôi nhớ là có một cao tăng chạy đến toa sau đó trong xe trở nên tối sầm, tôi cũng không biết trời trăng gì nữa rồi. Cao tăng. Mấy vị hành khách rôm giả chuyện trò vô cùng xôm tụ, sau đó bọn họ nhanh chóng phát hiện Hòa Thượng Tây, cùng với thi thể bị chém ra làm năm khúc của đàn chủ ở bên cạnh Hòa Thượng Tây. Ngây ra, im phăng phắc. Sau đó là vô số tiếng la hét hoảng hốt vô cùng chói tai. Có người chết, có người chết. Mấy vị khách đứng gần chỗ đó đều vọt tới chỗ cửa to X trước, dùng tay kéo mở cánh cửa, cũng không quan tâm tình hình bên ngoài thế nào, tất cả hành khách đều sợ hãi la hét chạy vọt ra ngoài. Có người nôn ran ngay tại chỗ, có người trợn mắt hôn mê bất tỉnh ngã lăn quay ra đất. Nếu như là người chết bình thường thì mọi người cũng không sợ đến mức như thế. Nhưng lần này lại khác, là ngũ mã phanh thây đó được không? Người kia bị chém thành năm khúc luôn. Đồng thời, ở toa xe phía trước cũng phát ra vô số tiếng la hét sợ hãi. Nơi đó có thi thể của hai tên thủ hạ của đàn chủ, bị quỷ u gặm nham nhở. Cũng khiến cho hành khách trong toa chạy trối chết. Ông bố mặc sơ mi trắng cùng bà mẹ trẻ tuổi kia và cô bé ngồi bên cạnh Thư Hàng đều đã tỉnh lại. Ông bố mặc áo sơ mi trắng kia không vội xuống xe ngay, mà nhìn về phía Tống Thư Hàng đang ngồi bên cạnh bọn họ, nhỏ giọng hỏi với vẻ tôn kính. Người anh em à, bây giờ chúng ta có thể xuống xe được chưa? Hắn cảm giác cậu trai này cũng là một cao nhân,
lúc đó cậu ta nói một tiếng, đã muộn rồi, sau đó lại dặn dò bọn họ ngồi cạnh cậu ta đừng có chạy bậy. Tiếp theo thì bọn họ đã hôn mê bất tỉnh. Xuống xe đi, chuyện tiếp theo không liên quan gì đến chúng ta hết. Tống Thư Hàng mỉm cười gật đầu, cầm theo cái vali màu đen rời khỏi xe, cẩn thận né tránh camera giám sát. Trước khi bước vào phạm vi giám sát lần nữa thì hắn phải ngụy trang cái vali này cho thật tốt cái đã. Không thể xem thường khả năng điều tra của cảnh sát ngày nay, nói không chừng bởi vì cái vali này mà hắn sẽ bị cảnh sát lần ra manh mối không chừng. Ông bố mặc áo sơ mi trắng kia ôm con gái rời đi. Lẫn nào trong đám người đang hoảng hốt, đi về phía trạm xe ở đằng xa. Cuối cùng, hắn cẩn thận nhìn chiếc vali màu đen trong tay Thư Hàng. Hắn nhớ mang máng là khi Thư Hàng lên xe với bọn họ thì không cầm theo cái vali này, đương nhiên, hắn là một người thông minh. Tuyệt đối sẽ không nhắc đến chiếc vali này nửa câu. Bên trong trạm tàu điện ngầm trở nên hỗn loạn. Nhân viên trong trạm tàu ngầm bắt đầu ra sức trấn an những hành khách bị kích thích, miễn cho xảy ra thêm chuyện gì nữa. Không bao lâu sau, cảnh sát cũng đã tới nơi. Sau đó bên cánh truyền thông cũng ùa đến. Trên màn hình TV trong trạm bắt đầu trực tiếp tin tức quan trọng, đúng là phóng sự về sự cố xảy ra ở trong đường hầm. Hình ảnh trực tiếp hiện trường cho thấy cảnh sát bắt được một vị hòa thượng Tây đầu bóng lưỡng. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều là do tôi làm. Ba người bọn họ đều là do tôi giết, tôi thừa nhận. Đúng vậy, tôi không có đồng lõa nào cả, yên tâm đi, chỉ có mỗi mình tôi thôi. Tôi sẽ không phản kháng. Các người bắt tôi đi. Bất quá, sự cố xảy ra trên tàu không liên quan gì đến tôi cả, thật đấy. Hòa thượng Tây dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn nhất nói một tràng, ngoan ngoãn bị còng tay lại, vẻ mặt vô cùng khẳng khái. Đúng vậy, hắn bị bắt rồi. Không có sổ đặc biệt, không có hoa hạ long tổ, không có thế lực đặc biệt gì hết. Thế mà hắn còn lộ ra cái vẻ mặt tự tin như thế, hóa ra cái gọi là giải quyết của hắn chính là làm người chịu tội thay gánh hết mọi chuyện à. Cuối cùng, trong màn hình trực tiếp, trước khi Hòa Thượng Tây bị cảnh sát áp giải vào trong xe, còn ra sức giơ ngón tay cái lên với ống kính. Cười tâu toét để lộ nguyên hàm răng trắng bóng. Tinh, hàm răng trắng bóng được ánh mặt trời chiếu xuống phát ra ánh sáng chói lóa. Tiền bối, mặc kệ thế nào ta cũng sẽ không khai ngài ra đâu, cứ để một mình ta gánh chịu đi. Chương 90, Thư Hàng, đi học lái xe đi. Phải đến gần giữa trưa thì mọi chuyện mới xong xuôi. Sau khi tạm biệt cả nhà bé gái kia và từ chối lời mời đến nhà họ làm khách xong, Tống Thư Hàng lên xe quay về trạm tàu ngầm khu Đại học Giang Nam. Hai bên đều không hỏi xin cách liên lạc, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Nếu có duyên thì gặp lại, không duyên thì thôi vậy. Thật ra thì ông bố kia cũng muốn trao đổi số liên lạc với Tống Thư Hàng, nhưng lại ngại không tiện mở miệng. Trên chuyến xe quay về không đông khách lắm, Tống Thư Hàng may mắn giành được một chỗ ngồi. Sau đó hắn đặt một cái túi lớn xuống bên cạnh, bên trong chứa chiếc vali đen của đàn chủ. Sau khi hắn đi ra khỏi đường hầm thì việc đầu tiên hắn làm chính là mua cái túi này để bỏ cái vali màu đen này vào. Dù sao thì cái vali này có lai lịch bất chính, cứ phải giấu đi thì hơn. Tàu dần dần chuyển động, trái tim đang căng thẳng của Tống Thư Hàng lúc này mới nhẹ nhõm hơn. Hắn tựa lưng lên ghế tàu, trong đầu nhớ lại cảnh tượng lúc giết chết đàn chủ hết lần này đến lần khác, muốn nhờ việc này khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Hắn thở hắt ra một hơi, lấy điện thoại ra, mở nhóm Cửu Châu số 1 lên. Trong nhóm tạm thời không có nhật ký chat nào cả. Tin tức cuối cùng vẫn là của hắn và Bắc Hà Tiền Bối tối cùng với Vũ Nhu Tử nói về tổ chức của tên đàn chủ vào hôm qua. Nghĩ ngợi một lúc, Tống Thư Hàng gửi lên trên nhóm. A Công Phủ Chủ Thất Sinh Phù, Tiền Bối, ta đã thuận lợi tìm thấy tên đàn chủ đứng sau giật dây tổ chức đó, kẻ thù đã đền tội, tổng cộng đã dùng hết 2 lá phá tà phù và 3 lá kiếm phù. Còn một số thành viên còn sót lại khắp nơi của tổ chức đó thì ta tạm thời không định tiếp tục đuổi theo nữa. Ngoài ra còn việc này nữa, Tiền Bối, ta sẽ gửi đống bảo phù còn dư lại cho ngươi. Hắn vừa mới gửi lên thì trong nhóm Cửu Châu số 1 đã có người trả lời. Phủ chủ Thất Sinh Phù, Thư Hàng tiểu hữu làm việc thật nhanh nhẹn, hiệu suất không tệ chút nào. Vất vả rồi. Số bảo phù còn lại cũng không cần phải gửi lại cho ta đâu, cứ xem như đấy là quà ta tặng cho ngươi đi. Hơn nữa, dù bây giờ ngươi có gửi lại thì ta cũng không thể nào nhận được. Bây giờ ta đang ở trên một hòn đảo nhỏ nào đó ở Thái Bình Dương để dạy một đám người nguyên thủy học chữ đây. Mẹ nó, năm xưa vì sao ta lại lập lời thề, hữu giáo vô loại, phải dạy chữ cho 1 vạn người, chứ?
Đây là rảnh rỗi đến mức nào mới có thể lập được lời thề thế này đây? Lại thêm mấy năm nay giáo dục bắt buộc mở rộng, muốn tìm thấy một người không biết chữ khó muốn chết. Ta vất vả lắm mới tìm thấy một hòn đảo nhỏ thế này, bên trên có gần 1 vạn người nguyên thủy, chẳng có ai biết chữ hết. Chỉ cần dạy cho bọn họ biết chữ thì có thể hoàn thành lời thề trước kia rồi. Nhưng việc này nhanh thì mấy tháng, chậm cũng phải mấy năm luôn ấy chứ. Cái lời thề chó má gì đây, nếu như sau này ta có cơ hội trở thành đại năng tuyệt thế, có thể nghịch chuyển được thời gian thì ta nhất định phải trở lại quá khứ, cho bản thân mình ngày xưa một trận no đòn. Để cho cái miệng thúi của mình đừng có thể thốt bậy bạ nữa. Thư Hằng chỉ hỏi có một câu thôi mà phủ chủ thất sinh phù đã tuôn ra cho một chàng, từ khẩu khí của hắn thì có thể nghe ra hắn oán niệm bản thân mình lúc trẻ đến nhường nào. Xem ra mỗi người đều có một quá khứ mà mình không dám nhìn lại. Tống Thư Hằng cảm thán. Còn có, phủ chủ thất sinh phù bận bịu thật đấy, ngày hôm qua còn đang bận việc ở khu Hoa Tây, nhoáng một cái đã bay đến một hòn đảo nhỏ nào đó trên Thái Bình Dương rồi à. Vậy thì tôi xin cảm ơn tiền bối, bảo phù của tiền bối quả thật rất thực dụng, uy lực lại lớn nữa. Hắn nịnh nọt thêm mấy câu, hy vọng mấy lời nịnh nọt của mình có thể khiến cho tâm trạng của vị tiền bối này tốt hơn một chút. Ha ha ha, đương nhiên rồi, chỉ luận bảo phù thì ta là người giỏi nhất ở trong nhóm đấy. Không nói nữa, ta lại đi dạy người nguyên thủy học chữ đây, đám người này đần quá thể. Mới vừa dạy bọn họ xong một chữ, chớp mắt một cái đã quên tuốt, khiến ta hận không thể nện cho bọn họ một trận, ồ, đây cũng là cách hay đấy. Ai mà quên từ thì lại lôi ra đánh, xem ai dám quên nữa. Xem ra phủ chủ thất sinh phù là một vị tiền bối rất dễ tổ lái chuyển đề tài. Giống như cảm thấy đánh đòn là một cách hay, cho nên phủ chủ thất sinh phù lập tức offline. Tống Thư Hằng sờ sờ trái tim của mình, không rõ tại sao đột nhiên lại cảm thấy lương tâm bất an. Trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh tượng một đám người nguyên thủy mặc áo da thú ngồi ngay ngắn bên tảng đá, vùi đầu đau khổ học thuộc lòng, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Đột nhiên có một người nguyên thủy trong số đó quên chữ, sau đó, hắn lập tức bị phủ chủ thất sinh phù ném lên thân cây, ra sức đập bốp bốp bốp. Chuyện này không thể trách mình được. Mình cũng đâu có bảo tiền bối đánh người ta đâu. Tống Thư Hằng lẩm bẩm. Tít tít tít. Có người nhắn tin ở trong nhóm Cửu Châu số 1. Quả nhiên lại là Bắc Hà tán nhân, hắn chậm rãi ngoi lên. Thư Hằng à, ngươi luôn làm ra những chuyện khiến ta kinh ngạc đấy, ta nghe nói kẻ bị ngươi giết chết là tu sĩ nhị phẩm mà. Thật ra thì không khoa trương đến mức ấy đâu, mặc dù đối phương là tu sĩ nhị phẩm, nhưng đầu tiên hắn đã bị trúng kịch độc của dược sư tiền bối. Sau đó lại vì Vũ Nhu tử cô nương hiểu lầm thân phận của ta, lại thêm có bảo phù của phủ chủ thất sinh phù cho ta, nên ta mới có cơ hội giết chết hắn. Tống Thư Hằng kể sơ lại chuyện đã xảy ra. To gan, cẩn trọng, lần này ngươi thành công giết được kẻ thù cũng không phải chỉ nhờ may mắn. Cứ tiếp tục giữ vững phát huy như thế thì ta tin rằng ngươi có thể đi được rất xa trên con đường tu hành này. Bắc Hà tán nhân nói. Cuồng đao tam lãng lock in. Tiểu Thư Hằng làm hay lắm. Có vài phần phong phạm của ta lúc còn trẻ đấy. Tam lãng huynh, không phải ngươi nói là bế quan tập trung trùng kích cảnh giới à? Bắc Hà tán nhân gửi lên một cái ai cần cười gian. Đang bế quan, đang bế quan. Cuồng đao tam lãng nói. Dù là bế quan thì cũng phải kết hợp nghỉ ngơi cho khuây khỏa, không thể chỉ biết cắm đầu bế quan không thôi. Như thế là không được. Nói bừa. Bắc Hà tán nhân cười mắng. Lúc này... Túy Nguyệt cư sĩ đột nhiên gửi một câu. Tam lãng, hôm nay biểu hiện của ngươi sao đứng đắn thế? Cũng đâu có đại tiền bối online đâu, sao ngươi lại làm ra vẻ thế? Không giống ngươi ngày thường chút nào. Đừng nói nữa, gần đây trên mạng có thần thú hoành hành, không thể làm bậy được. Hoàng Sơn Chân Quân cũng có nói, nếu như dám nói bậy thì sẽ đá ta ra khỏi nhóm, ta cố nhịn vất vả lắm đấy. Lần sau mà gặp mặt thì ta sẽ tặng cho mọi người vài màn kinh điển ngay tại hiện trường. Cuồng đao tam lãng cười hắc hắc. Ha ha. Túy Nguyệt cư sĩ gửi một cái icon cười bẽn lẽn, sau đó lại lặn tiếp. Tống Thư Hằng gãi gãi đầu. Đã nói là cảm giác Túy Nguyệt cư sĩ này nhìn quen lắm, nhưng tại sao hắn không bao giờ nhớ được thế nhỉ? Lúc này, Bắc Hà tán nhân đột nhiên lại nói. Đúng rồi, Thư Hằng tiểu hữu, sắp tới có phải là ngươi định đi học lấy bằng lái không? Ừ, đúng vậy, trước đây không lâu tôi vẫn luôn xem lý thuyết lái xe. Đang chuẩn bị đi đăng ký học lái đây. Ê, sao tiền bối ngươi lại biết ta muốn học lái xe? Tống Thư Hằng hỏi. Hắc hắc,
trước đây không lâu ta vào nhà của ngươi trong nông trại vui vẻ ăn trộm đồ, tiện tay xem không gian cá nhân của ngươi. Ngươi từng chia sẻ trên không gian của mình, nói là muốn đi học lái xe ấy mà. Bắc Hà tán nhân nói với vẻ dương dương đắc ý. Còn có, ngươi có rảnh thì nhớ thăng cấp đất trồng trong vườn của mình lên đi, để dành nhiều vàng như thế làm gì, thăng cấp lên thì tốc độ trồng rau mới nhanh, ta mới có thể trộm được nhiều hơn. Trộm rau? Tôi bảo này tiền bối, rốt cuộc là ngài ở không đến mức nào thế? Lại còn có thời gian đi ăn trộm đồ à? Lại còn rảnh rỗi tới mức mở xem cả không gian cá nhân của tôi nữa. Hình tượng đâu, xin chú ý hình tượng một chút. Từ sau khi gặp được các ngài xong thì hình tượng tu chân giả ở trong lòng tôi đã vỡ nát tan tành cả rồi. Nếu như có thể thì xin giữ lại chút hình tượng sau cùng để tôi còn an ủi bản thân được không? Đi xa quá rồi, bất quá tiền bối hỏi chuyện mình muốn học lái xe hay không để làm gì nhỉ? Tống Thư Hàng hỏi dò. Chẳng lẽ Bắc Hà tiền bối cũng muốn thi lấy bằng lái à? Ta lấy cái đấy làm gì? Ngự kiếm bay lên trời còn nhanh hơn đi xe hơi nhiều, lại không sợ tắc đường, chỉ cần cẩn thận không để va vào máy bay là được rồi. Bắc Hà tán nhân cười nói. Bất quá, ta nói cho ngươi biết một tin này. Nếu như sắp tới ngươi có rảnh thì mau thi lấy bằng lái cho xong đi. Ta đảm bảo ngươi sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt đấy. Hai mắt của Tống Thư Hàng lập tức sáng lên. Chẳng lẽ trong nhóm có vị tiền bối nào đột nhiên muốn học lái xe chơi cho biết, sau đó đợi mình lấy được bằng xong thì lại quay về dạy vị tiền bối kia lái xe. Mà chỗ tốt này theo như thói quen trao đổi trong nhóm Cửu Châu số 1 thì chính là có trả giá sẽ nhận được hồi báo. Ngươi đoán ra được chưa? Đến lúc đó cho dù ngươi có muốn khí huyết đan cũng không thành vấn đề đâu. Không chỉ đan dược thôi đâu, ngay cả công pháp cũng được hết. Công pháp mà dược sư cho ngươi chỉ là công pháp nền tảng căn bản nhất, cùng lắm chỉ có thể khiến cho ngươi tu luyện được đến nhất phẩm đỉnh phong thôi. Cho nên ta khuyến khích ngươi nên nắm lấy cơ hội này, bảo đảm có thể đổi được công pháp không tồi đấy. Bắc Hà tán nhân gửi kèm một cái icon nhăn răng cười. Thấy thích rồi chứ gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 90.